Chương 191, phiền muộn. Nét mặt Vương Lâm chợt trở nên chăm chú khi nghe những lời Trình Hiền nói. Lý trưởng lão, đệ tử Lạc Hà môn của Hỏa Phần quốc. Lúc này trong đầu hắn chợt hiện lên bóng dáng của một người con gái. Đồng thời, cái tên của người con gái đó cứ vang vọng trong đầu hắn. Không thể như thế. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng, thế gian làm sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Một cô gái yếu đuối khi xưa không ngờ bây giờ chợt biến thành trưởng lão của Vân Thiên, tông hay sao? vương lâm chẳng biết nói thế nào cho phải trong đầu hắn thầm nghĩ mình đã nghĩ ngợi quá nhiều mất rồi nhan sắc của lý trưởng lão có thể nói là nghiêng nước nghiêng thành khi ngài ở hỏa phần quốc cũng là một trong số những mỹ nhân hàng đầu sau khi hỏa phần quốc bị tuyên vũ quốc phản công lạc hà môn cũng bị thiệt hại nặng nề một số đệ tử của bọn họ phải chạy chối chết nếu không có chuyện đó thì lý trưởng lão cũng chẳng tới vân thiên tông chúng ta trình hiền cảm khái mà nói vương lâm gật đầu không nói gì tiếp tục đi về phía trước Trình Hiền trừng mắt nhìn rồi vội vàng chạy theo, mỉm cười nói, "Sư huynh, bao giờ chúng ta đi Tây Uyển hả?" Vương Lâm nhìn sắc trời một chút rồi nói, "Để sau khi tại hạ bái kiến sư tổ xong, lúc đó ta sẽ cùng với ngươi đi tới Tây Uyển một chuyến. Nhưng phải nói trước là ta và tiểu nha đầu đó không quen biết, thậm chí ngay cả tên của nàng ta cũng không biết. Vì thế mà có vào được Tây Uyển hay không ta cũng không biết luôn." Trình Hiền ngẩn người, hai mắt đảo đảo một chút rồi cười nói, "Cũng không sao." tiểu nha đầu đó ta có biết tên của nàng đến lúc đó ngươi cứ nói đến tìm nàng là được huynh đệ ta tin tưởng ánh mắt của mình vương lâm không nói gì tiếp tục đi tới nam uyển trên đường đi trình hiền nói liên tục có thể thấy được hắn là một người thích nói chuyện về những vấn đề có liên quan đến vân thiên tông cùng một ít lời đồn được một lúc có bao nhiêu tin tức đều từ trong miệng hắn tuôn ra hết giọng nói của người này nghe cũng rất thú vị vì thế mà vương lâm nghe cũng không cảm thấy phiền cứ như vậy, đoạn đường hai người đang đi thoáng cái đã tới được năm uyển. nhắc đến lý trưởng lão thì thời gian người đến bổn tông cũng không lâu, có lẽ cũng chỉ khoảng chừng một trăm năm là cùng. tuy nhiên, luyện đan thuật của nàng thì có thể nói là tuyệt hảo. ta nghe một số vị tiền bối kể lại rằng, năm đó lý trưởng lão cũng với hai vị ngũ phẩm luyện đan sư của vân thiên tông so đấu, cuối cùng không hề kém dù chỉ là một chút. ngài đã luyện ra được một trong tam bảo ngũ phẩm đan dược của vân thiên tông chúng ta, đó chính là tu ma đan khi nhắc đến loại đan dược đó nét mặt hắn liền có phần hâm mộ tu ma đan vương lâm ngẩn người loại đan dược này có cái tên quá cổ quái chẳng lẽ sau khi ăn vào lại có thể tu ma trình hiền thấy vẻ mặt của vương lâm liền đắc ý cười nói ha ha đan dược đó đúng là có cái tên rất quái dị lúc đầu sau khi luyện thành trưởng môn liền thỉnh lý trưởng lão cho biết tên của nó sau khi suy nghĩ một chút lý trưởng lão liền nói ra cái tên này mặc dù đan dược đó tuy có tên là tu ma nhưng trên thực tế là tác dụng của nó lại không hề phù hợp với kẻ tu ma nó có công hiệu gì trong lòng vương lâm có phần ngạc nhiên loại đan dược đó được lý trưởng lão một đệ tử lạc hà môn ở hỏa phần quốc nói ra cái này hình như có một chút quan hệ gì đó với công hiệu của nó có lẽ là rất lớn nhưng ta cũng không biết nó có tác dụng gì trình hiền nhún vai tự giễu bản thân rồi nói tiếp với bối phận của ta làm sao có thể biết được công hiệu của nó cơ chứ nó chính là một trong ba thứ bảo vật của Vân Thiên Tông chúng ta. Vương Lâm cũng chẳng để ý. Sau khi gật đầu một cái, hai người liền đi tới Nam Uyển. Lúc này, trước mắt hắn hiện ra một cây cầu kiều. Dưới cây cầu có một dòng nước chảy lững lờ chạy qua. Từ dưới dòng nước đang tỏa ra từng làn linh khí, khiến cho người ta có cảm giác thoải mái. Nếu nhìn xuống, dưới làn nước có thể thấy vài con cá bảy màu đang nhãn nhã, nhã vẫy đuôi bơi lội. Thực ra còn có một số lời đồn có liên quan đến Tu Ma Đan huynh đệ có muốn nghe hay không khi tới trước cây cầu trinh hiền liền dừng lại cười nói tại hạ xin lắng nghe ánh mắt vương lâm cũng thuận theo cây cầu nhìn vào phía bên trong hắn chỉ thấy được phía trong đó có một làn xương trắng lượn lờ che phủ tầm mắt cách đó không xa cũng chỉ có thể nhìn thấy thấp các kiến trúc với những đường nét chạm khắc vô cùng ưu nhã mang đến cho người ta một cái cảm giác thoát tục nghe đồn khi lý trưởng lão còn trẻ đã từng có một thời gian sống ở tu ma hải vì vậy mà Tu Ma Đan chính là một đoạn chuyện xưa của nàng. Tất nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Trên thực tế thì lời đồn liên quan đến Lý trưởng lão có rất nhiều. Chờ khi nào có thời gian, ta với ngươi sẽ nói chuyện với nhau." Trình Hiền nhanh chóng nói. Sau khi nghe xong, nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, ôm quyền đối với Trình Hiền rồi cất bước hướng về phía cây cầu mà đi. "Vương Lâm huynh đệ, ngươi phải nhớ kỹ đấy, ta ở đây đợi ngươi. Nhớ đừng có quên chúng ta còn có việc quan trọng cần phải làm." Trình Hiền vội vàng kêu lên. Vương Lâm ngoảnh mặt làm ngơ đi qua cây cầu. Sau khi tiến vào Nam Uyển, sương mù càng lúc càng đậm, cơ bản là không thể thấy rõ được vật ngoài ba trượng. Nếu bổn tôn của Vương Lâm ở đây tất nhiên là chẳng thèm để ý. Hắn chỉ cần dụng thần thức đảo qua là có thể xác định chính xác được đường đi. Nhưng bây giờ, phân thân của Vương Lâm mới chỉ đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ. Vì thế mà hắn chỉ có thể chậm chậm đi về phía trước. Càng đi sâu vào trong, sương mù lại càng thêm dày đặc. Dần dần, tầm mắt của hắn từ ba trượng đã giảm xuống còn có một trượng. Đúng vào lúc đó, một thanh âm từ trong sương mù vọng ra. Cấm lệnh của Nam Uyển. Đệ tử ngoại uyển nếu không có lệnh bài không đu VKOCRI bước vào. Vương Lâm dừng lại. Nét mặt hắn vẫn thản nhiên, cao giọng nói, đệ tử Vương Lâm tới đây bái kiến Lý Sư Tổ. Thanh âm vừa rồi liền im lặng một lúc. Sau đó, sương mù trước người Vương Lâm như có một bàn tay vô hình vén sang hai bên, để lộ ra một con đường nhỏ con đừng uốn lượn, kéo dài vào sâu trong năm uyển. Theo đường này mà đi là tới được chỗ ở của Lý trưởng lão. Đi đi. Thanh âm đó lại tiếp tục vang lên. Lúc này, Vương Lâm có cảm giác trong thanh âm có một chút hậm hực nào đó. Vương Lâm cũng chẳng nói thêm một lời, cứ theo đường nhỏ mà đi. Lúc này, bên tai hắn thi thoảng lại nghe thấy có tiếng nhạc từ xa truyền đến. Theo tiếng nhạc, mất một chút thời gian, Vương Lâm đã đi tới cuối con đường. Một tòa lầu được xây dựng bằng đá trắng hiện ra trước mặt hắn, qua cánh cửa của căn lầu có thể nhìn thấy bên trong có một bóng người. Người đó đang ngồi ngay ngắn, trước mặt nàng có một cây cổ tranh. Do cửa sổ có một cái rèm trắng, nên không thể nhìn rõ khuôn mặt. Ngay khi vương lâm đến gần, khúc nhạc từ bên trong vọng ra thấm vào, trong thể xác vào tâm hồn của người nghe khiến cho người ta ngơ ngẩn. Vương lâm không nói gì cứ lặng lặng đứng đó mà nghe. Một lúc sau, khúc nhạc dần biến mất. Một thanh âm dịu dàng êm tai từ trong lầu vọng ra, ngươi là vương lâm, tiếng nói đó rơi vào trong tai khiến cho vương lâm nhất thời chấn động ánh mắt xuất hiện một sự không tin vào bản thân nhưng thoáng cái hai mắt hắn liền trở lại bình thường trầm mặc một chút vương lâm chậm rãi mở miệng nói vâng lời nói của hắn vừa mới dứt chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên trong căn lầu cây cổ tranh trên tay người đó chợt bị kéo đứt một giây ngay sau đó cửa sổ căn lầu chợt mở để lộ ra dung nhan thiên kiều bá mị khiến cho kẻ khác phải ngây ngất khuôn mặt lạnh đạm của nàng làm say đắm lòng người Đôi tay mềm mại, trắng nõn. Nếu miêu tả thì chỉ có thể so sánh dung nhan của nàng tươi như hoa, âm thanh trong trẻo như tiếng chim hót, làn da trắng như tuyết. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng cũng trở nên bình tĩnh, đưa mắt nhìn Vương Lâm thật kỹ. Một lúc sau, nét mặt nàng lại trở nên phiền muộn, nhẹ nhàng hạ rèm cửa xuống, che đi dung nhan khiến cho kẻ khác không thể kiềm chế được lòng mình. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Trong nháy mắt khi đối phương mở miệng nói chuyện, hắn liền nhận ra người ta không nghĩ ra được thân phận của mình sự tình trải qua nhiều năm như thế bây giờ nàng đã trở thành trưởng lão cả vân thiên tông tuy tu vi phân thân của vương lâm không đủ nhưng nhãn lực vẫn sắc bén như cũ hắn có thể thấy được tu vi của nàng đã đạt tới kết đan sơ kỳ nếu ở môn phái khác mà sư phụ và đệ tử có tu vi tương đương thì đúng là một chuyện khó tin nhưng ở nội viện của vân thiên tông thì đó lại là một chuyện bình thường tiêu chí sắp xếp trong nội viện cũng không phải là tu vi mà là luyện đan vì thế mà trong nội tông của vân thiên Tông thường xuyên có chuyện tu vi của sư phụ không bằng đệ tử. Chỉ có điều tiêu chuẩn của Vân Thiên Tông hoàn toàn khác với bên ngoài mà thôi. Đương nhiên để luyện chế được đan dược thì tu vi cũng phải đạt tới một trình độ nhất định mới có thể luyện chế. Vì vậy mà tuy nói tu vi không quan trọng nhưng đôi khi vì chuyện luyện đan mà cũng tăng lên. Mà trên thế gian này lại có mấy người được như Lý Mộ Uyển, chỉ dựa vào tu vi kết đan sơ kỳ đã có thể luyện chế ra được đan dược, mà chỉ có luyện đan sư cấp bậc nguyên anh kỳ mới có thể cơ chứ. Vương Lâm thầm than trong lòng, không ngờ thế sự thay đổi quá nhanh, 200 năm thời gian tuy nói rằng không dài lắm nhưng nếu nói ngắn thì cũng chẳng hề ngắn chút nào. Dung nhan của nàng so với năm đó còn hơn mấy lần. Chuyện hơn 200 năm trước giống như chỉ mới vừa xảy ra ngày hôm qua. Tuy vậy mà nó lại như cách rất xa khiến cho người ta không thể dễ dàng vượt qua được cái khoảng cách đó. Vương Lâm cũng không có ý định bước lên nhận người quen, tướng mạo của hắn cũng không còn là mã lương của năm đó vì thế lý mộ uyển cũng không có khả năng nhận ra có chuyện gì lý mộ uyển ngồi trong lầu tuy vậy thanh âm của nàng lại có một chút phiền muộn vương lâm hít một hơi thật sâu trong lòng cười khổ hắn thầm than một tiếng nói đệ tử đệ tử đối mặt với cố nhân khi xưa hai chữ đệ tử quả thực vương lâm không thể nói được một cách rõ ràng lý mộ uyển đang ngồi trong lâu sau khi nghe thấy thanh âm của vương lâm thân hình nhất thời lại run lên nàng vung tay hữu lên khuôn mặt lập tức được che lại bởi một tấm khăn tím sau đó mở cửa đi ra sau khi đi ra đến ngoài nàng kinh ngạc nhìn vương lâm đan lô của đệ tử bị vỡ ánh mắt vương lâm bình tĩnh chậm rãi nói lý mộ uyển nhìn vương lâm một cách cẩn thận sau đó thu hồi ánh mắt tuy nhiên trong đôi mắt lại có phần phức tạp mở miệng nói ngươi là người sở quốc vương lâm trầm mặc một chút rồi gật đầu lý mộ uyển than nhẹ một tiếng thần thái trở lại bình thường nói đan lô bị vỡ hiển nhiên là do linh lực trong cơ thể ngươi tăng lên quá nhanh khiến cho ngọn lửa không ổn định hiện tượng đó rất bình thường chỉ cần kiên trì một thời gian là có thể giải quyết nói xong nàng hơi suy nghĩ một chút rồi mở túi chữ vật lấy ra một cái đan lô nếu ngươi là đệ tử chu lâm thì ta tặng ngươi cái đan lô này ngươi dùng nó để luyện đan có thể giữ được trong vòng trăm lần sẽ không bị vỡ nhưng nếu sau trăm lần mà người vẫn không thể khống hỏa một cách tự nhiên thì rõ ràng là ngươi không có duyên với luyện đan. Đến lúc đó ngươi hãy thôi đừng cố với việc luyện đan nữa. Cứ ra ngoại tông mà tu luyện. Lý Mộ Uyển nói xong, vắt tay một cái. Đan lô lập tức bay tới trước mặt Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm nhận lấy liền cho vào trong túi chữ vật. Thần sắc của hắn vẫn hết sức thản nhiên, nhưng trong lòng lại đang dối rắm vô cùng. Cứ mỗi phút đứng ở đây, trong lòng hắn giống như có một ngọn lửa thiêu đốt vô cùng khó chịu. Vì thế mà hắn ôm quyền, xoay người bỏ đi. Mã Lương, Lý Mộ Uyển đột nhiên nhỏ giọng kêu lên. Vương Lâm giật mình, quay đầu lại nhìn một chút, cuối cùng nghi hoặc nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thầm than, nói, đi đi. Nếu có gì không hiểu thì cứ tới đây hỏi ta. Nói xong, nàng xoay người đi vào trong lầu. Ngay sau đó, tiếng cổ tranh lại từ trong phòng vọng ra. Vào lúc này, âm thanh tiếng đàn lại tăng thêm một chút phiền muộn. Ánh mắt có một chút phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn thật sâu về phía bóng người bên cửa sổ, sau đó than nhẹ một tiếng rồi xoay người bỏ đi trong lầu lý mộ uyển buông ngón tay chầm mặc một lúc bất chợt nàng đứng dậy mở cửa sổ ánh mắt nàng dõi thất thần nhìn về một nơi nào đó rất xa một lúc lâu sau đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu lại lẩm bẩm nói không đúng trên đời này làm gì lại có thanh âm giống nhau đến vậy cho dù là có thì cũng không thể ngay cả ánh mắt cũng giống nhau nhất là vừa rồi ánh mắt của vương lâm quá mức bình tĩnh nếu là người bình thường chắc chắn không thể làm được như vậy ánh mắt nàng lóe lên tay phải đưa lên điểm một cái vào mi tâm nhất thời từ mi tâm của nàng bay ra một giọt máu tươi màu sắc của giọt máu đỏ sẫm nhưng lại tỏa ra một chút hơi lạnh khiến cho kẻ khác phải dùng mình thứ này đúng là khi vương lâm rời đi đã tặng cho nàng đó chính là một giọt hồn huyết bên trong có một tia cực cảnh thần thức trên thực tế nếu không có một tia thần thức đó lý mộ uyển cũng không thể chạy được khi hỏa phần minh bị tuyên vũ quốc tấn công nhưng nếu thực sự là hắn thì tại sao vừa rồi hồn huyết lại không có một chút phản ứng lý mộ uyển mỉm môi một lúc sau lại thở dài đúng lúc này bất chợt từ bên ngoài lầu có một thanh âm vang lên sư muội có thể đi ra ngoài một chút hay không lý mộ uyển nhíu mày đẩy cửa phòng chỉ thấy một trung niên tu sĩ có dáng vẻ tiên phong đạo cốt đang đứng đó mỉm cười tướng mạo người đó anh tuấn lại thêm một chút tao nhã nên rất dễ khiến người ta có ý thân cận sau khi nhìn thấy lý mộ uyển trong mắt hắn liền xuất hiện một sự ái mộ hắn mở miệng nói một cách ôn hòa sư muội tháng trước ngươi có nói còn thiếu một miếng long nham ta đã tìm khắp sở quốc cuối cùng tại một nơi toàn đá vụn đã tìm được một chút long nham này vừa nói hắn vừa xuất từ trong túi chữ vật ra một cái hộp ngọc bên trong hộp có một gốc cây màu đỏ to bằng cánh tay ánh mắt lý mộ uyển bình thản cũng không để ý tới cái hộp ngọc nói đa tại ý tốt của tôn sư huynh nhưng ta đã tìm được vật thay thế hơn nữa, ba ngày trước đã luyện đan thành công. Vật này, sư huynh cứ giữ lấy mà sử dụng. Trung niên nam tử đẩy cái hộp sang một bên, giọng nói vẫn hết sức ôn hòa, nói, sư muội, ta và ngươi dù sao cũng cùng thuộc về đích hệ của Vân Thiên Tông. Nếu muốn đạt tới trình độ cao của luyện đan thuật, thì phải lựa chọn một vị đệ tử đích hệ kết thành bạn lữ song tu. Hai chúng ta quen biết đã lâu, tâm ý của ta chắc muội cũng có thể hiểu rõ. Hàn quang trong mắt Lý Mộ Uyển lóe lên nhìn chằm chằm về phía trung niên nam tử, Nói từng chữ một, việc này đừng nhắc vội. Trung niên nam tử lặng lặng nhìn Lý Mộ Uyển, một lúc sau nhẹ nhàng nói, "Sư muội, năm đó ngươi từ Hỏa Phần Quốc tới đây, nếu không có ta cứu thì lúc này ngươi đã biến mất từ lâu rồi. Những năm gần đây ta đối với ngươi như thế nào chắc ngươi cũng biết. Ta muốn biết tại sao ngươi vẫn còn kiên quyết như vậy." Lý Mộ Uyển trầm mặc một chút, trong đầu không tự chủ được liền hiện ra một bóng người. Một lúc sau, nàng chậm rãi nói, "Không có nguyên nhân." Trung niên nhân thở dài, thanh âm vẫn ôn hòa, nói: "Sư muội, lão tổ tự mình hạ lệnh thì kết cục đã định. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút." Nói xong, hắn liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái, lắc đầu cười khổ rồi xoay người bỏ đi. Lý Mộ Uyển vẫn yên lặng đứng đó, suy nghĩ một lúc rồi xoay người trở lại trong lầu. Bóng lưng của nàng trải dài trên mặt đất, lộ rõ một sự buồn bã. Trong lòng Vương Lâm vô cùng phức tạp rời khỏi Nam Uyển. Khi vừa mới đi qua cây cầu đã thấy Trình Hiền đứng đợi ở chân cầu trong nháy mắt khi nhìn thấy Vương Lâm, người này lập tức tiến lên, ấp úng nói, sư huynh. Thế nào? Mọi chuyện thuận lợi chứ? Vương Lâm nhìn hắn một cái rồi nói, đi thôi. Trình Hiền chỉ chờ có vậy, lập tức mặt mày hớn hở, nói, sư huynh. Bây giờ trời sắp tối, hay là chúng ta đi nhanh thêm một chút? Ngươi chờ ở đây, ta gọi hai con vật đến cho chúng ta cưỡi. Nói xong, hắn đưa tay lên miệng huyết sáo một cái. Bất chợt có một thanh âm từ xa vọng lại, ngay sau đó, có vài tiếng thú giống vọng tới. Vương Lâm ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy có hai bóng đen từ xa đang lao tới nơi này. Chẳng mất nhiều thời gian, bóng đen đã vọt tới cách Trình Hiền chừng 10 trượng. Không ngờ đó lại là hai con linh viên. Trong hai con vượn thì còn lớn cao chừng một trượng rưỡi, con nhỏ cũng cao gần trượng. Song trưởng của chúng nắm lại, ánh mắt đỏ rực nhe răng, nhếch miệng với Trình Hiền có vẻ tức giận. Trình Hiền vội ho một tiếng, nói lớn, không phải chỉ mượn các ngươi một vật thôi sao? nói gì thì nói chúng ta cũng có mấy chục năm do tình các ngươi đưa hai chúng ta đi một đoạn ta sẽ đưa vật kia cho có được không hai con linh vượn giống lên ấy tiếng sau khi nhìn nhau một chút một con liền giơ tay chộp lấy trình hiền trình hiền cũng không né tránh để mặc cho nó chộp lấy chỉ thấy sau khi con linh vượn chộp được trình hiền liền ném hắn lên lưng nó sau đó nó như một tia chớp chạy đi lúc này con linh vượn nhỏ hơn nhìn vương lâm có phần tức giận sau khi giống lên vài tiếng nó cũng liền định chộp lấy vương lâm ánh mắt vương lâm lóe lên tránh sang bên cạnh ngay sau đó hắn dậm chân một cái nhảy lên lưng nó con vượn cũng chẳng để ý lập tức tăng tốc đuổi theo tốc độ của linh vượn cực nhanh chẳng khác gì đang đằng vân giá vũ trình hiền hiển nhiên là thường xuyên làm thế này nên sau khi nói vài tiếng gì đó hắn liền lấy từ trong túi chữ vật ra một túi rượu sau khi đưa lên uống một hớp lớn hắn cười to nói cưỡi vượn đi tây uyển chuyện này khắp cả vân thiên tông cũng chỉ có một mình trình hiền ta là làm được ha ha vương lâm cười khổ mặc dù trình hiền có phần náo loạn nhưng cũng không khiến cho người ta phải chán ghét tuy nói vương lâm bị quấy dày nhưng cũng không để ý lắm lúc này sau khi thấy trình hiền như vậy tâm trạng rối rắm của hắn sau khi gặp lại cố nhân có phần bình ổn hơn một chút trình hiền cầm túi rượu trong tay ném về phía sau vương lâm giơ tay bắt lấy sau khi liếc mắt nhìn trình hiền một cái trong đầu lại hiện lên hình ảnh buồn bã của lý mộ uyển hắn không nhịn được được túi rượu lên miệng uống một ngụm lớn đợi khi tới gần nữ tử này nhảy lên từ trên không hạ xuống kinh ngạc nhìn vương lâm nói ngươi đến tìm ta lúc này nữ tử họ trình cao mày nói nguyệt sư muội biết người này sao la nguyệt vội vàng xoay người nói muội biết sư tỷ hắn đồng thời tiến nhập môn phái với muội nữ tử họ trình lại liếc nhìn vương lâm một lần nữa sau đó nhìn trình hiền cảnh cáo lúc này mới cùng tỷ muội rời đi trên mặt đất hiện giờ chỉ còn ba người mà thôi Ngươi sao lại biết tên ta?" La Nguyệt mở to đôi mắt, không nhìn Trình Hiền mà chỉ tập trung vào Vương Lâm, hỏi. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, bình thản nói, "Nếu ngươi thấy tiện thì mang người này vào trong Đông Uyển nhìn vị đồng sư tỷ một chút thì tốt. Nếu không gặp được thì thôi vậy." Nói xong hắn liền quay người bỏ đi, để lại hai người Trình Hiền và La Nguyệt kinh ngạc nhìn theo. "Cái gì vậy chứ, gọi ta là vì việc này sao?" La Nguyệt giậm chân một cái, cao giọng nói. Đáng tiếc Vương Lâm không quay đầu lại, thân ảnh đi xa dần. Trình Hiền thầm than, nghĩ Vương Lâm huynh đệ quả thực là một cao nhân, mỹ nữ như thế này mà không thèm nhìn, cảnh giới bậc này, sợ là cả cuộc đời mình cũng không đạt tới được. Nguyệt Nguyệt sư muội, sư tỷ, hiện giờ lão nhân gia có rảnh không? Ta và Vương Lâm huynh đệ là bạn rất thân, hắn vào phái sau này còn cần nhờ ta chiếu cố đó. Hắn vừa nhờ lão nhân gia ngài như vậy, liệu ngài có thể thu xếp giúp ta hay không? Trình Hiền hít sâu một hơi, vẻ mặt cười cười nói với La Nguyệt, "Ngươi mới là lão nhân gia, hừ." la nguyệt lườm chỉnh hiền một cái bất mãn nói nói xong nàng hung hăng nhìn về phía vương lâm vừa biến mất trong miệng lầm bầm vài câu rồi khẽ rung chuông ở cổ tay một con tiên hạc liền bay tới đậu xuống bên cạnh nàng nữ tử này nhảy lên đứng trên tiên hạc bay đi vẻ mặt trình hiền đau khổ thở vắn than dài nhưng đúng vào lúc này giữa không trung chuyển tới tiếng nói êm tai như chuông bạc của la nguyệt ngươi đi theo mau chỉ một lần này thôi không có lần sau đâu trình hiền mừng rỡ vô cùng vội vàng đứng dậy đi theo sau tiên hạc hướng về phía đông uyển lại nói tới vương lâm sau khi rời đông uyển đi suốt chặng đường về bắc uyển tiến vào viện cũng không có gì xảy ra cấm chế hắn thiết lập trước khi đi cũng không có dấu hiệu gì bị phát động sau khi trở về viện vương lâm liền xuất ra đan lô lý mộ uyển cho hắn đặt trong phòng sau đó tiếp tục luyện đan tu luyện hắn biết thời gian của mình gấp gáp phải nhanh chóng nâng cao tu vi hắn không muốn lý mộ uyển nhận ra hắn dù sao thì chuyện đã cách đây quá lâu rồi tình cảm ngày xưa còn lại bao nhiêu vương lâm cũng không nắm chắc được trước khi đặt tới nguyên anh vương lâm không định bại lộ thân phận nếu không một khi có biến cố thân phận rất khó khăn mới có được tại vân thiên tông rất có thể bị hủy trong giây lát vì thế vương lâm mới không nhận người quen hơn nữa hắn xem ra hai năm nay cảnh còn người mất thật sự không cần phải dựng lại chuyện xưa mọi việc cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất về phần lý mộ uyển biết về tên trước đây của nhục thân của hắn là mã lương điểm này cũng có thể giải thích dễ dàng. Dù sao sau 2 năm, chỉ cần chú tâm thì tìm hiểu tên tuổi một người cũng không phải khó khăn gì. Đương nhiên nếu như Lý Mộ Uyển biết được tên hắn là Vương Lâm mới gọi là cổ quái. Đối với Lý Mộ Uyển, đáy lòng Vương Lâm có một cảm giác phức tạp. Trên thực tế từ khi hắn bước vào con đường tu tiên tới giờ, nữ tu tuy đã gặp nhiều nhưng Lý Mộ Uyển là người duy nhất đã ở với hắn mấy năm. Trên thực tế, đối với nữ tử này, Vương Lâm cũng đã từng động tâm, nhưng loại cảm giác này chỉ vừa mới xuất hiện liền bị hắn mạnh mẽ gạt bỏ ngay lúc này khi gặp lại cố nhân vương lâm trong lòng cực kỳ phức tạp ở trong phòng trầm mặc hồi lâu vương lâm than nhẹ một tiếng thu hồi mọi tạp niệm tĩnh tâm tu luyện thời gian chậm rãi trôi qua thoáng chốc đã qua mấy tháng chu lâm đã bế quan mấy tháng không dứt trong mấy tháng này vương lâm chuyên tâm luyện đan do vậy đã có chút tiến bộ chỉ có điều thiên phú của hắn đối với luyện đan thật sự không nhiều hắn phải sử dụng lò luyện đan do lý mộ uyển tặng tới hơn 93 lần mới thành công nắm giữ cách khống chế lửa. Vì vậy, hắn bắt đầu dựa vào một số phương thuốc lưu lại, trong ngọc giản bắt đầu luyện chế đan dược. Những phương thuốc trong ngọc giản của Chu Lâm, ghi chép hơn phân nửa đều là bán phẩm linh đan. Linh thảo trong viện, Vương Lâm đều thử qua. Tuy nhiên tỷ lệ thất bại khi luyện đan rất cao, cơ hồ 10 lần hắn mới thành công có một. Thậm chí đôi khi cả một lần cũng không thành công. Nếu cứ như vậy thì cho dù dược liệu trong viện mặc dù nhiều, nhưng cũng không đủ cho hắn sử dụng. Cuối cùng bởi vì dược thảo đã dùng hết, Vương Lâm trầm ngâm, cuối cùng đành lấy linh dịch thay thế. Nhưng điều khiến hắn không ngờ chính là lại có thể luyện đan thành công. Hơn nữa không chỉ thành công một lần, chỉ cần có thêm linh dịch khi luyện đan, tỷ lệ thành công đều cao một cách khó tin. Hầu như 10 lần thì có 9 lần thành công. Vương Lâm, sau khi thử nghiệm xác định linh dịch này có tác dụng đề cao xác suất thành công của việc luyện đan. Kể từ đó, có linh dịch cộng với hạt châu nghịch thiên, tu vi của hắn không ngừng gia tăng, đã đạt tới tầng 15 ngưng khí kỳ, chỉ còn cách trúc cơ một đường. Vương Lâm còn nhớ rõ năm đó bổn tôn trúc cơ, dù có bao nhiêu lần cũng đều thất bại. Cuối cùng Tư Đồ Nam nói, chỉ có ba phương pháp, một là đạt được trúc cơ đan, hai là sử dụng thần thông ma đạo đoạt cơ, ba là có một tu sĩ nguyên anh kỳ tự, mình thi pháp trợ giúp. Trúc cơ đan quá mức hiếm thấy, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không có khả năng giúp hắn. Vì vậy cuối cùng Vương Lâm lựa chọn sử dụng thần thông ma đạo đoạt cơ mục tiêu đoạt cơ không biết do đủ thứ ma xui quỷ khiến gì mà cuối cùng lại chọn phải cháu của đằng hóa nguyên đằng lệ bây giờ phân thân của hắn một lần nữa lại tới giai đoạn này chẳng qua lần này hắn không cần sử dụng trúc cơ đan cũng chẳng cần nguyên anh kỳ tu sĩ giúp đỡ bởi vì hắn đã nắm giữ thuật luyện đan chẳng qua phương thuốc trúc cơ đan cũng chẳng dễ có được vốn dĩ đan dược này là do sư phụ luyện chế tặng cho đệ tử nhưng lúc này chu lâm đang bế quan nàng vô luận thế nào cũng không thể ngờ được vương lâm chỉ cần không quá nửa năm đã từ cảnh giới ngưng khí kỳ tầng thứ 13 đạt tới cảnh giới ngưng khí kỳ đại viên mãn. Một ngày nọ, Vương Lâm ngồi trong viện trầm mặc, tay phải khẽ phẩy, xuất ra ngọc giản truyền âm ngày đó Trình Hiền cho hắn. Mấy tháng nay Trình Hiền đã tới mấy lần, mỗi lần đều nói chuyện với Vương Lâm một phen. Dựa theo lời nói của Trình Hiền, lần đó La Nguyệt âm thầm dẫn hắn vào, rốt cục hắn lại gặp được đồng sư tỷ, hơn nữa còn ở chung vui vẻ với nàng. Thần niệm của Vương Lâm trầm xuống, lưu lại tin tức trong ngọc giản, sau đó ném đi. Ngọc giản nọ liền bay vụt đi. Vương Lâm cũng không sốt ruột, lẳng lặng ngồi khoanh chân trong viện, đợi Trình Hiền. Không lâu sau, từ xa truyền tới vài tiếng thú giống, ngay sau đó một con linh viên từ xa bay nhanh tới, trực tiếp nhảy vào trong sân. Trình Hiền ngồi trên lưng linh viên, thấy Vương Lâm liền lập tức cười nói, huynh đệ, tìm ta có chuyện gì? Vương Lâm ngẩng đầu, chậm rãi nói, ngươi có phương thuốc trúc cơ đan không? Trình Hiền ngẩn ra, nói, trúc cơ đan là linh đan nhất phẩm, ta không luyện chế được, vậy nên phương thuốc ta cũng không có. Vương Lâm nhíu mày, thầm than một tiếng, nghĩ chỉ còn đành đi tìm Lý Mộ Uyển vậy. Chẳng qua nếu huynh đệ ngươi đã mở miệng, ta như thế nào lại không hỗ trợ được? Ta mặc dù không có, nhưng sư phụ ta tất nhiên sẽ có. Ngươi chờ ta ba ngày, trong vòng ba ngày ta nhất định sẽ trộm được. Trình Hiền Đắc ý cười, lại cùng Vương Lâm tán dốc một hồi. Lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: hôm nay đồng sư tỷ ước hẹn ta gặp mặt huynh đệ, chúng ta không nói chuyện nữa. Ta đi đây. Chuyện phương thuốc trúc cơ đan ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi. Vừa nói hắn vừa hưng phấn ngồi lên linh viên đang không cam tâm tình nguyện, vội vã rời đi. Không cần tới ba ngày như Trình Hiền nói, tới giữa trưa ngày thứ hai, Trình Hiền không tới nhưng một con linh viên hơi lớn lại tới. Nó ở ngoài viện giống lớn vài tiếng xong liền ném một khối ngọc giản vào, rồi xoay người rời đi. Đợi Vương Lâm đi ra thì chỉ còn thấy bóng con linh viên nọ. Bỗng nhiên hai mắt Vương Lâm sững lại, hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh con linh viên, phát hiện có điều không ổn. Chân con linh viên rõ ràng bị thương, đi lại không tự nhiên, tựa hồ như không dám dùng sức. Vương Lâm cúi đầu cầm ngọc giản, trầm ngâm một lúc rồi xoay người trở lại đình viện. 10 ngày sau đó, Vương Lâm hầu như dùng toàn bộ tâm trí đều tập trung vào luyện đan. Trúc cơ đan là đan dược nhất phẩm, muốn luyện thành, tỷ lệ thất bại cực lớn. Nhưng nhờ thêm vào linh dịch nên xác suất thành công đã tăng lên không ít. Chẳng qua so với việc luyện chế đại bồi nguyên đan thì không thể bằng. Bồi nguyên đan sau khi cho thêm linh dịch thì 10 lần, có tới 9 lần thành công. Mà trúc cơ đan thì 10 lần chỉ có 5-6 lần thành công. Vương Lâm trầm ngâm một chút. Hắn phân tích, linh dịch này đối với việc gia tăng xác suất thành công trong luyện đan, hiển nhiên là phẩm chất đan dược càng cao thì tác dụng càng nhỏ. Chương 192, Bổn tôn hiện chẳng qua hạt châu nghịch thiên bản thân cũng chưa có đủ ngũ hành. Mấy trăm năm gần đây Vương Lâm cũng đã tìm ngũ hành còn thiếu, chỉ có điều mấy loại ngũ hành này thực sự quá khó tìm phải biết rằng năm đó để đạt được hòa thuộc tính viên mãn hắn lại phải thu nạp một loại thú hoang mới được do đó ba loại thuộc tính kim mộc thổ còn thiếu thực sự quá khó khăn tối thiểu cho tới bây giờ vương lâm cũng chưa phát hiện ra bất cứ loại phương pháp hữu hiệu nào dường như chỉ có thủy thuộc tính là dễ dàng nhất trừ lần đó ra thì mộc thuộc tính cũng đã đạt được tuy rằng hiện nay chưa viên mãn nhưng trên hạt châu nghịch thiên này cũng đã xuất hiện bảy phiến lá cây Ngoài ra, kim thổ hai thuộc tính này chưa có chút động tĩnh nào. Vương Lâm cũng thử dùng qua một vài phương pháp, nhưng cuối cùng không có bất cứ tác dụng gì. Vương Lâm đối với linh dịch do Hạt Châu nghịch thiên này sinh ra cũng đã hiểu sâu sắc. Linh dịch lúc Hạt Châu chưa viên mãn so với sau khi viên mãn hoàn toàn chênh lệch về phẩm chất. Hơn nữa sau khi hòa thuộc tính viên mãn, phẩm chất linh dịch này lại tăng lên gấp đôi, so với ban đầu càng chênh lệch rõ ràng. Nếu cứ như vậy, chỉ cần đầy đủ ngũ hành không nói hạt châu cũng sẽ phát sinh biến hóa nào đó, chỉ cần linh dịch cũng sẽ gia tăng xác suất thành công nhất định đối với đan dược cao cấp. Trúc cơ đan này, một lò chỉ có thể xuất ra hai viên. Hơn nữa thời gian luyện chế mất một ngày. 10 ngày sau, Vương Lâm sau khi hầu như đã hái hết toàn bộ dược liệu luyện chế trúc cơ đan, cuối cùng luyện ra 13 viên trúc cơ đan. Phân thân này của Vương Lâm ngoài việc thiên tư so với bổn tôn không khác biệt nhiều, đều là thuộc loại bình thường, cũng chẳng có chỗ nào đặc thù. Vì thế nên nếu chỉ có một viên trúc cơ đan, Vương Lâm cũng không dám khẳng định sẽ thành công. Bởi vậy hắn mới chuẩn bị nhiều như vậy, nếu thất bại thì lại tiếp tục sử dụng. Chuẩn bị xong hết thảy, Vương Lâm hít sâu một hơi, tay phải điểm lên mi tâm, tiến nhập vào trong không gian nghịch thiên. Sau khi hắn tiến vào không lâu, một con linh viên lo lắng đi tới ngoài đỉnh viện, toàn thân nói đầy máu tươi, liên tục gầm lên mấy tiếng, sau đó thất vọng vội vã bỏ đi, trước lúc tiến vào trong không gian nghịch thiên hắn đã bố trí một chút trong đình viện để tránh bị người khác quấy dày. Bởi thế khi hắn tiến vào không gian nghịch thiên, thân thể sẽ hoàn toàn biến mất, dù có người tiến vào xem xét cũng sẽ không bị phát hiện. Dù sao năm ấy ngay cả bát cực ma quân đoan mộc cực đã đạt tới hóa thần kỳ, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của không gian nghịch thiên. Chỉ với lão gia hỏa nguyên anh hậu kỳ của Vân Thiên Tông, thì không có khả năng nhận thấy điều gì dị thường. Vương Lâm ở trong không gian nghịch thiên, sau khi bái tế hương hồn phụ mẫu tư đồ nam xong, trầm tĩnh ngồi xuống thổ nạp một lát sau đó lấy ra một cái bình bằng bạch ngọc đổ ra một viên trúc cơ đan mang theo dược hương thơm mát ngậm vào trong miệng trúc cơ đan này vừa vào tới miệng đã hóa thành từng đợt linh lực xoay chuyển trong cơ thể hắn vương lâm bình tĩnh yên lặng vận chuyển cổ thần quyết dưới sự khống chế của hắn cổ thần quyết hấp thu linh lực không hề chuyển hóa vào nhục thân mà toàn bộ ngưng kết ở bụng hình thành một dòng chảy cuối cùng khi tia linh lực do trúc cơ đan bị dòng chảy này hấp thu hết nhất thời dòng chảy đó bỗng nhiên lớn hẳn, điên cuồng sông lên phía trên. Lúc này Vương, Lâm đã không còn là một kẻ mới bước chân vào con đường tu tiên. Hắn biết rõ nếu dòng chảy này có thể đi khắp toàn thân, như vậy chứng tỏ đã chúc cơ thành công. Nếu cơ thể có linh căn sung túc, dòng chảy này tự nhiên sẽ có thể làm được như vậy. Nhưng nếu thiên tư không đủ, vậy thì sẽ có những tạp chất gây trở ngại vô hình, khiến cho dòng chảy này khi chảy khắp toàn thân gặp rất nhiều khó khăn. Dòng chảy trong cơ thể hắn xoay tròn càng lúc càng nhanh, lập tức chảy khắp toàn thân giống như là một cây đại thụ đang điên cuồng sinh trưởng lấy thân thể vương lâm làm đất trồng nhanh chóng vươn cành tỏa nhánh khắp bốn phía chẳng qua trong cơ thể hắn tạp chất quá nhiều dòng chảy này giống như đụng phải đá ngầm mặc dù đã bài trừ không ít tạp chất nhưng cuối cùng đành chậm rãi dừng lại chẳng những không còn khuếch tán mà ngược lại dần dần có ý muốn rút lui vương lâm hít sâu một hơi hắn không nói một lời mà tiếp tục ăn một viên trúc cơ đan nhất thời dòng chảy đang rút lui lập tức được rót thêm lực lượng vô tận lại một lần nữa triển khai thế tiến công mạnh mẽ. Thời gian chậm chạp trôi qua. Vương Lâm vẫn trong quá trình trúc cơ. Đã không biết qua bao nhiêu ngày. Hắn đã ăn 8 viên trúc cơ đan. Dòng chảy trong cơ thể hắn ầm một tiếng, cuối cùng đã có thể lưu chuyển khắp toàn thân. Mỗi vị trí bên ngoài cơ thể hắn đều tản mắt ra từng đợt ánh sáng. Cùng lúc đó, một ít chất lỏng màu đen từ lỗ chân lông chậm rãi bị bài tiết ra. Sau một hồi lâu, Vương Lâm bỗng nhiên mở hai mắt, ánh mắt như điện. Sau khi nội thị một phen lập tức phát hiện kinh mạch trong cơ thể mình hầu như đã trở nên trong suốt long lanh, hơn nữa to lớn hơn trước kia cả mấy chục lần. Biến hóa như vậy, cho dù là bổn tôn năm đó đoạt cơ cũng không đạt được. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, hắn không biết hết thảy mọi chuyện cùng việc hắn tu luyện Cổ Thần Quyết có quan hệ hay không. Dù sao Cổ Thần Quyết trình là một loại công pháp thôn phệ linh lực, hoàn toàn dựa vào số lượng linh lực mà tu luyện, mà Chúc Cơ Đan trên thực tế chính là một viên bồi nguyên đan cực mạnh chẳng qua tác dụng của dược liệu hơn bồi nguyên đan vô số lần mà thôi dựa vào điều đó mà phát ra linh lực cường đại tẩy rửa toàn thân đem thân thể cải tạo cho hoàn toàn thích hợp với tu tiên đó chính là tác dụng của trúc cơ đan chẳng qua loại thay đổi này là thay đổi bên trong còn cổ thần quyết lại giúp trọng tổ thân thể chính là loại thay đổi bên ngoài trên thực tế hai thứ này không khác nhau nhiều chẳng qua cải biến bên ngoài do cổ thần quyết khiến cho chủ sở hữu hấp thu linh lực tốt hơn vì thế càng trở nên cường đại người tu chân cải biến nội thể cũng chính là vì muốn dễ dàng hòa hợp với thiên địa cảm nhận linh lực trong đó cũng là vì muốn trở nên cường đại hơn hai phương pháp nội tu ngoại tu bất đồng nhưng lại đem đến kết quả giống nhau bổn tôn của vương lâm nhiều lần ngăn cản thân thể hấp thu linh lực đem linh lực dồn cho kim đan thu nạp nhưng trên thực tế sau khi thân thể trọng tổ một lần mi tâm liền xuất hiện tinh điểm màu tím thì hắn đã đi trên con đường cổ thần luyện thể nói cách khác hắn không hay biết đã đi vào ngoại tu mà phân thân của hắn bởi vì nhục thể khỏe mạnh cho nên không tiến hành trọng tổ thân thể hơn nữa khi mới bắt đầu vương lâm đã chú ý tới việc này kể từ đó phân thân này tu luyện đều đi theo con đường nội luyện vương lâm cầm lấy bình bạch ngọc trong bình còn lại năm viên trúc cơ đan hắn trầm ngâm một chút liền cho luôn tất cả vào miệng rồi lại ngồi xuống thổ nạp thời gian chậm rãi trôi qua linh lực ẩn chứa trong năm viên trúc cơ đan ầm ầm bộc phát nếu là người khác thì thân thể tất nhiên không thể chịu nổi sự trùng kích của linh lực dù không chết thì linh lực hỗn loạn trong cơ thể cũng thoát ra rồi biến mất nhưng vương lâm hắn tu luyện là cổ thần quyết một loại công pháp cực kỳ bá đạo thời viễn cổ công pháp này không sợ nhất chính là linh lực dù có nhiều hơn cũng chẳng sao linh lực do trúc cơ đan hóa thành dưới sự thôn phệ của cổ thần quyết không hề tạo thành thương tổn với thân thể lập tức bị hấp thu sạch sẽ tu vi của vương lâm cũng từ vừa đạt trúc cơ nhảy vọt lên trúc cơ đỉnh phong chẳng qua vương lâm vẫn còn thấy chưa đủ hắn trầm ngâm một chút rồi lấy một cái đan lô trong túi chữ vật ra đan lô này nhìn cực kỳ bình thường tuy nhiên ngoài miệng lò có một đạo phong ấn màu vàng đan lô này chính là vật vương lâm ngày đó lấy được từ vân phi vân phi ngày đó đối với đan lô này thần thần bí bí hắn cũng thấy hơi kỳ quái vương lâm khi trước lúc lấy được đan lô này không thể cho nó vào túi chữ vật nhưng sau khi ngưng kết phân thân thành công thử thu phóng nó thì không hiểu sao lại hoàn toàn dễ dàng đan lô này có đủ thứ kỳ quái như vậy cũng khiến vương lâm cảm thấy khó hiểu thu hồi lại vật đó vương lâm đứng lên rời khỏi không gian nghịch thiên vừa mới xuất hiện trong đình viện vương lâm liền cảm thấy bất thường không khí bốn phía đều có mùi máu tanh nhè nhẹ vương lâm đảo mắt nhìn quanh cuối cùng nhìn tới cửa mới phát hiện ra mùi máu tươi từ đâu đưa tới đôi mắt vương lâm bình tĩnh chậm rãi đi về phía cửa lúc này hắn phát hiện ra một thi thể linh viên con linh viên này hai mắt trợn to nhưng bên trong đôi mắt ảm đạm Toàn thân nó bị nhiều vết kiếm chém, nơi bụng lại có một vết thương lớn như miệng bát. Miệng vết thương đã không còn máu chảy ra, chỉ còn từng đợt mùi máu tanh bốc lên từ đó. Vương Lâm ngồi xổm xuống nhìn đùi phải của con linh thú này, lập tức phát hiện đùi phải của nó đã gãy vài chỗ. Hiển nhiên con thú này chính là con linh viên mấy hôm trước đưa Ngọc Giản của Trình Hiền tới cho hắn. Ánh mắt Vương Lâm chợt dừng lại ở miệng vết thương nơi bụng linh viên. Hiển nhiên đây là do người dùng tay xé rách, mục đích chắc hẳn là muốn lấy nội đan của nó. Loại chuyện này Vương Lâm cũng từng trải qua không ít. Hắn liếc mắt một cái là nhận ra, phân tích một chút là có thể hiểu rõ ràng. Chẳng qua hắn không biết Trình Hiền cuối cùng có phải đã xảy ra chuyện hay không. Theo thói quen nửa năm nay, với tấm lòng nhiệt tình của Trình Hiền, tình cảm thâm trọng của hắn với con linh viên này, hơn nữa còn chuyện tặng ngọc giản Trình Hiền không tự mình đích thân đưa tới, Vương Lâm lúc này hiển nhiên đoán được. Không nói những chuyện khác, chỉ riêng chuyện hắn đem phương thuốc trúc cơ đan cho Vương Lâm, hắn xảy ra chuyện Vương Lâm đã không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Lâm thầm than một tiếng, không nhìn thi thể linh viên thêm một cái mà quay đầu đi vào phòng. Trong phòng, hai tay Vương Lâm đột nhiên khoát lên. Lúc này hắn không cần uống linh dịch cũng có thể hoàn thành một đạo cấm chế. Tàn ảnh của cấm chế rơi xuống đất, lập tức hóa thành một vòng sóng gợn. Một nam tử tóc bạc lạnh lùng từ trong đó từ từ trồi lên. Người này vừa xuất hiện, nhất thời bốn phía như tràn ngập khí tức âm lãnh. Chương 193: Va chạm. Thân thể của Bổn Tôn chậm chậm hiện lên dưới tàn ảnh của cấm chế, Hàn khí toát ra dày đặc tới cực điểm, thậm chí vòng ốc toàn bộ do linh ngọc chế tạo cũng lập tức hiện một tầng sương lạnh. Sau khi bổn tôn xuất hiện, phân thân của Vương Lâm hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, giống như là dung hợp vậy, hòa với bổn tôn làm một. Ngay sau đó, hai mắt bổn tôn của Vương Lâm lóe lên từng luồng sáng lạnh lùng, trong mắt sát khí ngập trời. Hắn mấp máy môi. Yên ổn ở Sở Quốc đã lâu nhưng sát khí của hắn không giảm một chút nào, chẳng qua khi tức giận lên thì mới bị bộc lộ ra một chút. Còn bình thường không hề toát ra chút nào. Vương lâm chầm ngâm một chút, thân thể nhoáng lên một cái, trên mặt liền có thêm một cái mặt nạ, quần áo bỗng hóa thành quần áo của phân thân. Ngay sau đó thân thể hắn liền di động, nhanh chóng phóng ra khỏi phòng. Trong lúc này, hắn lập tức cảm giác rõ ràng tu vi của mình đã tăng tiến một chút. Phải biết rằng trước đây khi hắn đã đạt kết đan hậu kỳ đại viên mãn hay còn gọi là cảnh giới giả anh. Vậy mà lúc này tu vi vốn không có khả năng tăng lên, giờ lại có thể tiến bộ. Tuy chưa đạt tới mức toái đan thành anh nhưng hắn phát hiện, kim đan trong cơ thể mình đã có một tia màu tím nhạt. Trong lòng Vương Lâm biết rõ, trước khi lập anh một khắc, tử khí sẽ xuất hiện trong kim đan. Tử khí này được gọi là anh khí ban đầu. Nó chính là thứ vật chất trọng yếu thúc đẩy kim đan toái liệt thành anh. Đợi khi toàn bộ kim đan được tử khí bao trùm chính là lúc ngày kết anh đã tới. Trong quá khứ, cho dù Vương Lâm đã thử không biết bao nhiêu lần, nhưng anh khí ban đầu vẫn không xuất hiện cho dù sau khi thôn vệ nguyên anh nọ, tử khí vẫn không kịp xuất hiện, ngược lại trong lúc sắp xuất hiện thì bị thần thức cực cảnh đánh tan. Nhưng hiện giờ tử khí này xuất hiện nhưng không hề bị cực cảnh công kích. Điều này đại biểu cho việc phương pháp này của Vương Lâm tuyệt đối khả thi. Chỉ cần hắn kiên trì không ngừng, khiến phân thân đạt tới nguyên anh kỳ, sau đó kết hợp với thân thể thì có thể khiến cho bổn tôn đột phá kết đan, đạt tới nguyên anh kỳ, từ đó về sau là vô địch chỉ giới hóa thần kỳ. Hơn nữa hắn có đủ loại thần thông, năng lực của cổ thần, Uy lực của pháp bảo, thậm chí là hóa thần kỳ vương lâm cũng dám đánh một trận. Chẳng hạn như bây giờ hắn dám đấu với Nguyên Anh kỳ mà không hề e ngại. Vương Lâm hít sâu một hơi, thân thể hắn vẫn chưa dừng lại mà như u linh bay tới cạnh thân thể linh viên nọ. Hắn đang muốn xử lý thi thể nọ, đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn thoáng qua thi thể một lần nữa, lẩm bẩm, không hổ là hạ phẩm linh thú, lấy tu vi phân thân của ta mà cũng không nhìn ra con thú này có hồn thể. Tay phải Vương Lâm vắt lên, đặt phía trên đầu con thú này, khuôn mặt vẫn lạnh như băng, trong miệng bình thản nói, nếu đã gặp thì ta cứu ngươi một lần. Từ nay về sau ngươi là ma đầu thứ ba của bổn tôn. Một đạo hắc mang từ tay phải vương lâm thoáng hiện ra, rơi vào đầu con thú, thoáng chốc liền chui ra. Trong vòng hắc mang còn đem theo hồn phách của linh viên, hai mắt đầy mờ mịt. Trong nháy mắt khi hồn phách này xuất hiện, một cỗ hơi thở khiến người ta phải dựng tóc gáy từ trong hồn phách tỏa ra, dược hương khắp bốn phía lập tức biến mất thậm chí một ít hoa cỏ xung quanh cũng run rẩy kịch liệt, cuối cùng héo rũ. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chậm rãi nói, không ngờ là hồn phách có lệ khí trời sinh. Tốt lắm, xem ra trước, khi người chết đã phải nhận thống khổ vô cùng. Loại thống khổ này không chỉ ở thân thể mà cả tâm linh cũng phải chịu. Vương Lâm cảm thụ cỗ khí tức này. Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp thứ khí tức này. Trên thực tế, 400 năm trước ở Triệu Quốc, hắn đã gặp một cỗ lệ khí như thế. Người toát ra cỗ lệ khí khi ấy chính là hắn, vương lâm hiện giờ chứng kiến hồn phách linh viên này tản mát ra khí thức giống mình ánh mắt vương lâm lóe lên tay phải phất lên nhanh chóng bắt lấy hồn phách này đồng thời tay trái hắn vung lên xuất ra một cây hồn kỳ hút hồn phách này vào bên trong sau khi đặt mấy cây cấm chế bên ngoài vương lâm cũng không quan tâm tới nữa để cho nó tự sinh tự diệt bên trong hồn kỳ còn có mấy hồn phách cường đại đều do vương lâm sưu tầm những năm gần đây chuẩn bị để tế luyện ma đầu nếu như linh viên này cuối cùng không bị thôn phệ mà ngược lại có thể thôn phệ những hồn phách khác, như vậy con thú này có tư cách trở thành ma đầu thứ ba. Nếu nó không làm được điều ấy thì chỉ có thể chịu cảnh hồn phi phách tán. Sau khi thu con thú đó xong, thần sắc Vương Lâm vẫn bình thản, thân thể bay ra khỏi đình viện, hướng về phía Nam Uyển. Ngay khi bổn tôn của Vương Lâm từ trong tàn ảnh của cấm chế xuất hiện, trong đệ tam các cách xa Nam Uyển, mi tâm Lý Mộ Uyển đột nhiên chấn động. Nàng dù đang luyện đan dược đến bước trọng yếu, thân thể bỗng dưng run rẩy. Sau đó liền ném dược liệu trong tay xuống, không để ý gì tới Đan Lô, chẳng nói một lời chạy vọt ra khỏi phòng. Một lô tứ phẩm linh đan, trong mắt nàng chẳng thể nào so sánh với thân ảnh của người kia. Vừa rồi mi tâm nàng rung động trong nháy mắt chính là chỗ hồn huyết, một tia thần thức của người đó lưu lại bỗng dưng ba động, mơ hồ lộ ra một tia ý niệm như trăm sông muốn dồn về biển. Dường như, ở phía trước kia có một khối nam châm cực lớn đang thu hút tia thần thức trong mi tâm của nàng, khiến nó điên cuồng rung động, chỉ muốn thoát khỏi thân thể bay đi. Hiện tượng này 200 năm nay nàng chưa từng gặp qua, nhưng lúc này trong lòng nàng có một nỗi mong chờ. Chẳng lẽ người mà mình chờ đợi 200 năm kia đang ở cách đây không xa? Lý Mộ Uyển hít thật sâu một hơi, nhanh chóng bay ra khỏi lầu, muốn xuất viện, nhưng lúc này một tiếng nói dễ nghe từ ngoài vườn truyền đến, "Sư muội, ngươi muốn đi đâu?" Trong mắt Lý Mộ Uyển hàn quang lóe lên, thân thể vẫn lao tới. Chẳng qua một bóng trắng rất nhanh chặn thân thể nàng lại bóng trắng này là một nam tử trung niên. Người này nhìn Lý Mộ Uyển, trong ôn hòa lại có vẻ kinh ngạc nói, sư muội, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi muốn đi đâu? Ấy, dáng vẻ ngươi vội vã như vậy, ta đúng là hiếm gặp. Hàn quang trong mắt Lý Mộ Uyển trở nên mãnh liệt chưa từng có. Nàng nhìn chăm chằm vào đối phương, cố nén tia thần thức đang ngày càng ba động mãnh liệt ở mi tâm, từng lời lạnh lùng như sương giá mùa đông thốt ra. Tôn Trấn Vĩ, ngươi chẳng lẽ tưởng rằng bằng vào tu vi kết đan, hậu kỳ của ngươi có thể ngăn cản ta sao? Nếu không tránh ra đừng trách sư muội này vô lễ. Nam tử trung niên ôn hòa cười, nói, sư muội, nơi này là Vân Thiên Tông, ta làm sao lại ngăn cản ngươi? Không biết sư muội đi đâu, ta muốn đưa ngươi đi. Cùng lúc này, Vương Lâm đã đi tới Nam Uyển. Nhìn bên trong Nam Uyển xương trắng bao trùm, mặt không không hề đổi sắc. Trong Vân Thiên Tông, nguyên anh kỳ tu sĩ chủ yếu tập trung tại ngoại viện. Nội viên vẫn có nhưng họ hầu như đặt toàn bộ tinh lực vào Luyện đan, rất hiếm khi tranh đấu với người khác, luôn trường kỳ bế quan luyện đan. Ví dụ như trong Nam Uyển này, cũng có một tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Người này hiện đang ở trong mật thất dưới lòng Nam Uyển, chỗ gần địa hỏa nhất, lấy anh hỏa bản thân kết hợp, với địa hỏa luyện chế một lô đan dược giúp tăng tiến tu vi. Vương Lâm trên nửa đường tới gần Nam Uyển đã thu liễm khí tức toàn thân, hành động như quỷ mị cho nên không hề bị ai phát hiện. Lúc này hắn đang đứng ở ngoài Nam Uyển, nhìn xương trắng khắp nơi, nhắc chân lên, không chút do dự tiến vào, Trình Hiền đã từng nói với Vương Lâm chỗ hắn ở. Lúc này xương trắng trong Nam Uyển dưới mắt Vương Lâm không hề có chút tác dụng ngăn trở, thần thức hắn đảo qua, cả Nam Uyển liền hiện rõ ràng. Ở gần trung tâm, thần thức Vương Lâm bất ngờ phát hiện dưới đất có một cỗ khí tức nguyên anh ba động. Với kinh nghiệm của Vương Lâm, cỗ khí tức này là của Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Thần thức Vương Lâm đảo qua trong nháy mắt, người này cũng nhận ra sự tồn tại của Vương Lâm. Tu sĩ này cả kinh, đang muốn từ chỗ bế quan đi ra nhưng thân thể chợt dừng lại, Nhìn đan đỉnh đang phát ra dược hương thơm mát, không khỏi do dự một chút. Về phần Vương Lâm, cũng chẳng nói một lời. Hắn phát hiện ra ở đây có tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa tu vi chỉ là sơ kỳ, lập tức tay áo phải phất lên. Một cây tiểu kỳ màu đen từ đó bay ra. Chỉ trong nháy mắt, tiểu kỳ nọ liền đón gió lớn vụt lên, bao vây nơi tu sĩ Nguyên Anh kỳ nọ đang bế quan lại. Khóe miệng Vương Lâm lộ một tia cười lạnh. Nếu tu vi đối phương là Nguyên Anh trung kỳ thì hắn sẽ không chút do dự bỏ qua việc trợ giúp trình hiền lập tức lui về bắc uyển nhưng hiện tại đối phương chỉ là sơ kỳ vương lâm chẳng có chút sợ hãi gì tuy rằng cấm phiên không có hắn chủ trì uy lực sẽ giảm rất nhiều nhưng vây khốn một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ trong một khắc thì hoàn toàn có thể trong một khắc này cũng đủ để vương lâm hoàn thành tất cả mọi chuyện không để ý tới tu sĩ nguyên anh kỳ kia nữa vương lâm thong dong đi vào bên trong màn xương trắng hành động phóng thích cấm phiên vây khốn tu sĩ nguyên anh kỳ nọ của hắn không hề bị bất kỳ kẻ nào phát giác Vương Lâm thông dòng đi xuyên qua màn xương, rất nhanh đã tới nơi ở của Trình Hiền. Thần thức hắn đảo qua, phát hiện Trình Hiền đang ở đây, chỉ có điều trạng thái của hắn có chút nguy kịch. Trình Hiền nằm trên giường trong phòng, ánh mắt chân trối nhìn lên Trần, hai hàng nước mắt chảy xuống. Linh lực trong cơ thể hắn cực kỳ hỗn loạn, vận động tán loạn. Bên cạnh hắn lúc này là một trung niên nam tử dáng vóc đẫy đà, người này cao mày, tay phải bóp miệng Trình Hiền, vừa cho một viên đan dược vào, vừa cho hắn uống, vừa mắng. Tên đệ tử ngốc này, lão tử đã sớm nói với ngươi rồi. Hồng nhan họa thủy mà. Ngươi hết lần này tới lần khác đều không chịu nghe. Hừ, nhất là đồng nha đầu kia tâm cơ lại càng thâm độc, loại như ngươi mà có thể chinh phục à sao? Bây giờ thì tốt rồi. Từ nay về sau đừng có cả ngày nhớ thương nó nữa, tập trung theo vi sư luyện đan mới là tránh đạo. Trình Hiền ngoảnh mặt làm ngơ. Đan dược vào trong cơ thể hắn, giúp linh lực dần dần bình ổn lại. Sư phụ hắn thở dài nói, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng ngươi còn muốn cứng đầu sao? Nếu không vì nể cái mặt già này của ta, cái mạng nhỏ của ngươi đã chẳng còn rồi. Đông uyển mà ngươi cũng dám xông vào sao? Ngươi cũng không nên trách vi sư lúc này cấm chế thân thể ngươi. Đông, uyển nói nếu ngươi lại tới làm chuyện hồ đồ thì họ sẽ phế tu vi của ngươi đó. Trung niên mập mạp này lắc đầu, xoay người rời khỏi phòng. Chương 194, kiên quyết. Vương Lâm đứng bên ngoài đình viện, thần thức sau khi thấy tất cả, hơi trầm ngâm, Thân thể hắn vọt lên, tiến vào bên trong đỉnh viện. Sư phụ của Trình Hiền căn bản chẳng phát hiện được điều gì. Vương Lâm đã đi vào phòng Trình Hiền. Hắn nhìn Trình Hiền, tay phải vung lên, nhất thời phá giải cấm chế hạn chế hành động của Trình Hiền. Thân thể Trình Hiền run lên, lập tức ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm, ánh mắt lộ vẻ oán hận. Cắn răng nói, ngươi là do ả tiện nhân đó phái tới giết ta sao? Động thủ đi, lão tử không sợ. Vương Lâm đeo mặt nạ. Hơn nữa lúc này vô luận là khí tức hay tu vi đều hoàn toàn khác trước, cho nên Trình Hiền căn bản không thể nhận ra hắn. Vương Lâm nhìn Trình Hiền một cái, tay trái phất lên, một đạo cấm chế xuất hiện trước người, trong nháy mắt mở rộng ra bao trùm cả căn phòng. Ánh mắt Trình Hiền sững lại, lập tức lộ vẻ sầu thảm cười, nói: "A à, tiện nhân kia thật là có thủ đoạn, lại có thể mời tiền bối ngoại viện tới đối phó với loại tiểu nhân vật như ta." "Tới đây đi, muốn giết thì giết." Lão tử mà nhíu mày một chút thì không gọi là Trình Hiền sau khi đã thiết hạ cấm chế xung quanh, ngữ khí vương lâm lạnh như băng, chậm rãi nói, ta đích xác là được người nhờ tới, nhưng không phải là tới giết ngươi mà là giúp ngươi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra, kể lại chi tiết một chút. Trình Hiền ngẩn ra, nhìn vương lâm một lượt sau đó mới do dự nói, tiền bối được ai nhờ tới. Vương lâm nhướng mày, lãnh đạm nói, ta cho ngươi nói ba câu. Vừa rồi coi là câu đầu tiên. Nếu sau hai câu nữa mà còn chưa nói cho rõ ràng thì chuyện này kể như xong. Trình Hiền cắn răng, trên mặt hiện lên thần sắc dứt khoát, nói, công tôn đồng ở Đông Uyển, là à, tất cả đều do à hại. À tiện nhân đó, tiếp xúc với ta là có mục đích, là vì muốn đại viên và nhị viên. Vương Lâm trầm ngâm một chút nói, linh viên này là của ngươi sao? Vương Lâm hỏi câu này rất khéo léo. Phải biết rằng trong Vân Thiên Tông có rất nhiều linh thú. Tác dụng của linh thú vốn là để người luyện đan sử dụng. Nếu vậy thì chuyện do công tôn đồng làm cũng không có gì quá đáng. Trình Hiền gật đầu nói, ta hiểu ý của tiền bối, nhưng đại viên và nhị viên không phải là linh thú của Vân Thiên Tông, mà là trước khi ta tiến vào Vân Thiên Tông đã có được. Dựa theo quy củ của tông, hai con linh thú này là của ta. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chậm rãi nói, vậy công tôn đồng tiếp cận ngươi là vì linh viên này? Ngươi vì muốn lấy lòng mỹ nhân nên đã tặng chúng cho à? Phải không? Trên mặt Trình Hiền lộ vẻ hối hận, kích động nói, nhưng mà, ta tưởng ả à muốn dùng linh viên làm vật cưỡi ta đâu ngờ ả lại chú ý tới nội đan của linh viên đại viên sau khi bị lấy nội đan đã mất tích hẳn là đã chết bây giờ chỉ còn lại nhị viên ta đã nhiều lần tới đông uyển tìm tiện nhân đó nói lý nhưng đều bị ngăn lại còn có đệ tử của mộc đại tiên sinh là lữ tùng chính hắn nhiều lần đả thương ta vương lâm nhíu mày hắn vốn không muốn dính vào chuyện thế này nhưng trình hiền dù sao cũng đã giúp hắn có được phương thuốc trúc cơ đan về tình về lý hắn đều phải trợ giúp Chầm mặc một chút, Vương Lâm nhìn Trình Hiền một cái, bình thản nói, ngươi muốn trả thù ra sao? Hai mắt Trình Hiền đỏ bừng, cắn răng nói, nếu như nhị viên không sao thì coi như xong. Nếu như Trình Hiền ta biết linh viên đã chết thì ta muốn bọn chúng bị chôn cùng. Vương Lâm gật đầu, ngữ khí nhẹ, nhàng nói, như ý ngươi. Nói xong thân thể hắn lùi về phía sau, trong nháy mắt liền rời khỏi phòng, biến mất vô ảnh vô tung. Trình Hiền ngơ ngác nhìn nơi Vương Lâm vừa đứng, ánh mắt lộ vẻ mê mang lại nói về Vương Lâm, hắn ra khỏi phòng Trình Hiền liền tăng tốc, nhưng ngay lúc hắn rời khỏi Nam Uyển, đột nhiên hắn bỗng dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một tia thần thức ba động. Trầm mặc một chút, Vương Lâm xoay người lùi lại, vung tay phải lên. Thân thể hắn lập tức hóa thành xương trắng, trong nháy mắt liền biến mất. Thân thể hắn vừa mới biến mất, thân ảnh Lý Mộ Uyển đã nhanh như chớp phóng tới. Phía sau nàng còn có trung niên nhân vẻ mặt ôn hòa kia, Sư muội, rốt cuộc ngươi đang tìm cái gì? Người này cau mày, chậm rãi nói. Lý Mộ Uyển dừng lại, thông qua thần thức ở mi tâm, nàng có thể cảm nhận được, người nọ đang ở đây, nhưng tại sao lại không nhìn thấy hắn? Lý Mộ Uyển cười khổ. Nàng vốn thông minh hơn ngươi, lúc này hiểu rằng hiển nhiên đối phương không muốn gặp mình. Lý Mộ Uyển cắn cắn môi, khuôn mặt buồn bã, nhẹ giọng nói, ta biết ngươi đã tới rồi. Tại sao ngay cả gặp nhau một lần ngươi cũng không chịu chứ? Trung niên nam tử nọ biến sắc, thần thức quét qua một vòng nhưng không thấy điều gì dị thường. Hắn nhíu mày, hồ nghi nhìn Lý Mộ Uyển, nói, sư muội, ai tới rồi? Nơi này không có bất cứ ai. Lý Mộ Uyển cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ vẻ buồn bã, thanh âm trầm thấp nhưng rõ ràng. Nhẹ giọng nói, Uyển Nhi không mong gì khác, chỉ mong có thể thấy mặt chàng. 200 năm qua Uyển Nhi hoàn toàn dựa vào bình linh dịch chàng tặng lúc ban đầu, để duy trì sinh cơ, nếu hôm nay chàng không hiện thân, uyển nhi sẽ tự vẫn ngay lập tức, coi như là chấm dứt một chấp niệm trong lòng uyển nhi. ánh mắt trung niên nam tử chớp động, cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh. lúc này, một tiếng thở dài từ trong màn sương trắng truyền tới. ngay sau đó, một thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ trong sương mù đi ra. người này chính là vương lâm. hắn xuất hiện khiến khuôn mặt trung niên nam tử nọ cực kỳ khó coi. nhưng hắn không dám coi thường vọng động mà tay phải chậm rãi sờ vào túi chữ vật. lý mộ uyển kinh ngạc nhìn vương lâm nước mắt tuôn rơi. Cho dù đối phương mang mặt nạ nhưng nàng có thể khẳng định, kẻ trước mắt chính là người đó. Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói, chàng tới rồi. Vương Lâm cười khổ nói, ngươi sao phải khổ như vậy? Nói xong ánh mắt hắn lạnh lùng hướng về phía trung niên nam tử kia, ngữ khí bình thản nói, lúc ngươi đặt tay lên túi chữ vật chính là lúc ngươi mất mạng đó. Trung niên nam tử lập tức sững lại. Sắc mặt hắn lại biến đổi. Đối phương khiến hắn cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng hắn chỉ có tu vi kết đan hậu kỳ, nhưng lại khiến hắn có cảm giác áp bách như khi đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Hắn lúc này không chút nghi ngờ, nếu tay mình chạm vào túi chữ vậy, hiển nhiên sẽ bị đối phương giết chết. Mồ hôi trên trán hắn tuôn như mưa, đành gượng cười nói, huynh đệ đã là bạn cũ của Lý Sư muội thì cũng là bằng hữu của Vân Thiên Tông chúng ta, tại hạ nào dám làm bừa chứ. Huynh đệ hiểu lầm rồi. Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm, trong lòng như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng giờ đây một chữ cũng không thoát thành lời. Nàng trầm mặc một chút, thấp giọng nói, ngọc giản đó, chàng còn giữ không? Vương Lâm nhìn giai nhân trước mắt, trầm mặc rồi lắc đầu nói, ném đi rồi. Thân thể Lý Mộ Uyển run, dậy, ánh mắt lộ vẻ bi ai. Nàng mạnh mẽ cố gắng chấn định, mấp máy môi, thấp giọng nói, ném rồi thì thôi. Vốn dĩ cũng không đáng giá mà. Tuy nói vậy nhưng trong lòng nàng đang đau đớn vô cùng. Nỗi đau này giống như thủy triều, tràn ngập trái tim nàng. Thanh long ngọc giản nọ là do nàng năm đó hao hết tâm thần, thậm chí trả giá bằng thọ nguyên mới khắc nên. Nếu không vì lần đó tâm huyết bị hao tổn quá độ, thì chỉ dựa vào những đan dược những năm gần đây, dù nàng không đạt tới nguyên anh thì cũng đạt tới cảnh giới giả anh rồi, sao lại vẫn dậm chân tại chỗ ở cảnh giới kết đan sơ kỳ chứ? Lúc này nghe thấy ngọc giản đó bị người ấy vô tình ném đi, trong lòng nàng vô cùng đau đớn nhưng nàng vẫn cố chấn định, tuy vậy thân thể không tự chủ được run lẩy bẩy, khuôn mặt xinh xắn trở nên tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Vương Lâm quay đầu đi, không nhìn Lý Mộ Uyển, trầm mặc một lúc rồi nhẹ giọng nói, "Ta đi." Nói xong hắn chậm rãi bước từng bước về phía trước. Trong lòng Lý Mộ Uyển đau đớn vô cùng. Nàng nhìn bóng lưng Vương Lâm, cười nhẹ. Nụ cười nọ nhìn vào, rõ ràng là tiếng khóc vô thanh. Thủy Tổ Vân Thiên Tông muốn ta kết thành đạo lữ song tu với người này. Ta trước đây có từ chối nhưng bây giờ, ta còn lý do gì nữa? Nếu ba tháng sau ngươi còn ở Sở Quốc, hy vọng ngươi tới tham dự. Đôi chân Vương Lâm lập tức run lên, đáy lòng nổi lên những tình cảm phức tạp hắn im lặng đôi mắt lý mộ uyển sáng ngời nàng đang chờ một câu trả lời thuyết phục trung niên nam tử kia lúc này đã rõ ràng vì sao lý mộ uyển đối với chuyện song tu lại kiên quyết đến thế hóa ra là vì người này trong mắt hắn bình tĩnh nhưng lại thoáng hiện lên một tia sát khí vương lâm trầm ngâm hồi lâu hắn vẫn quay lưng ngữ khí trầm thấp nói chúc mừng nói xong thân ảnh hắn dần dần đi xa thân thể Lý Mộ Uyển run rẩy, một lúc sau nước mắt không kìm được chảy xuống. Nàng thì thào, ta hận ngươi. Hận ngươi. Trung niên nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lại thấp giọng ôn hòa nói, sư muội, hắn đã đi rồi. Lý Mộ Uyển cắn cắn môi dưới, cũng không để ý tới trung niên kia một chút nào, xoay người lại trở về. Sắc mặt trung niên nam tử vẫn ôn hòa như trước, nhưng trong lòng thầm cười lạnh, nghĩ, tiện nhân, để có được nguyên âm hơn 200 năm của ngươi, ta phải thúc giục để thủy tổ đáp ứng chuyện song tu với ngươi. Khi mà có được nguyên âm của ngươi, cộng với những đan dược ta đã sưu tầm mấy năm nay, chuyện đột phá kết đan kỳ đã nằm trong tầm tay. Nếu lúc đầu ngươi đồng ý gả cho ta thì ta còn tôn trọng ngươi một chút. Nhưng bây giờ ư, đợi ta đạt tới nguyên anh sẽ dùng đủ mọi cách dâm nhục ngươi, để rửa mối hận ngươi năm lần bảy lượt cự tuyệt ta. Vương Lâm rời khỏi Nam Uyển. Ngay cả khi hắn là một kẻ vô tình, thì đối mặt với Lý Mộ Uyển hắn cũng cảm thấy rất có lỗi với nàng. Hắn không phải không thể tiếp nhận nàng mà làm hắn vẫn còn những việc phải làm, còn những đoạn đường phải đi, thực sự không thích hợp mang theo một người phụ nữ. Chương 195, 2 tháng. Thực ra Vương Lâm cũng không vô tình với Lý Mộ Uyển như hắn nói. Không biết còn bao lâu hắn mới thành anh, nếu trong lúc này tiếp nhận Lý Mộ Uyển, như vậy sẽ dẫn tới một loạt biến cố. Đến lúc đó sợ rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sau đó Lý Mộ Uyển chắc chắn sẽ bị liên lụy. Điều này không phải là điều Vương Lâm mong nhìn thấy hắn thở dài trái tim tự nhiên cuộn sóng hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh được mang theo tâm tình phức tạp vương lâm rời khỏi nam uyển trong lòng hắn thầm tính toán trong nửa khắc thời gian còn lại cần phải làm xong mọi chuyện nắm chắm thời gian vì thế thân ảnh hắn thoáng động phóng đi như thiểm điện nhanh chóng bay tới đông uyển sau khi tới nơi vương lâm cũng không lập tức tiến vào mà đi vòng quanh bốn phía liên tục đánh ra mấy cấm chế sau đó cước bộ hắn không dừng lại nhanh chóng tăng tốc thần thức cường đại giúp hắn không bị đệ tử tuần tra đông uyển phát hiện chẳng qua khi vương lâm vừa tiến vào trong đông uyển trong nháy mắt tất cả tiên hạc đều run rẩy từ trên không trung hạ xuống mặc cho nữ tu đang cưỡi có vung roi thế nào cũng không dám bay lên thân ảnh vương lâm cực nhanh hóa thành một đạo tơ mỏng tiến nhập vào đông uyển xuyên qua tầng tầng mây mù toàn bộ cảnh đẹp của đông uyển đã hiện ra trước tầm mắt vương lâm nơi này khi nhìn từ bên ngoài đã như tiên cảnh giờ tiến vào bên trong thì cái loại cảm giác như tiến vào tiên cảnh này càng thêm mãnh liệt sự tinh xảo đẹp đẽ của lầu cát đình đài hiển hiện trước mắt không phải nhìn mơ hồ từ ngoài có thể tưởng tượng được một đạo cầu vồng bảy sắc từ nơi sâu nhất trong đông uyển hiện ra cắt ngang qua bầu trời đám nữ tu như tiên nữ bay lượn khắp không trung chỉ đáng tiếc là đám tiên hạc hiện giờ đang run rẩy toàn thân không dám đứng lên vì vậy mà cảnh đẹp của nơi này hơi khiếm khuyết một chút dựa theo đường đi do trình hiền mô tả tốc độ của vương lâm rất nhanh dưới tình huống không bị kẻ nào phát hiện đã đi tới phía Tây Đông Uyển. Trong khu lầu các bằng ngọc này, hắn tìm được khuê phòng của công tôn đồng. Thần thức đảo qua, Vương Lâm lập tức ngẩn người. Hắn thấy một màn hơi quỷ dị. Khẽ nhíu mày, thân thể nhoáng lên liền chui vào phòng. Chỉ thấy trong phòng có một tầm màn, nhìn qua đó là thân thể hai người đang tắm. Nhìn xuyên qua bình phong, hai nữ tử này vóc người nở năng cân đối, hiện giờ đang ve vuốt thân thể nhau. Hai người chậm rãi dây dưa ôm ấp, cùng lúc đó là từng tiếng hít thở hồn hển truyền tới. Dưới thần thức của Vương Lâm, một màn của hai nàng bách hợp một, này bị hắn nhìn rõ ràng từng chút một. Bỗng một người nữ tử vừa thở gấp, vừa run giọng nói, đồng tỷ, trình hiền đó. a à, nàng vừa mới nói được một nửa đã bị nữ tử kia mơn trớn nơi hạ thân, hình như bị chạm vào nơi mẫn cảm. Một, lesbian một lúc lâu sau, thanh âm mềm mại của một nữ tử từ sau bình phong truyền ra. Linh Nhi, ngươi vẫn còn nhớ thương gã trình hiền đó sao? Không sai, là ta lừa gạt hắn đó, nhưng cũng không phải vì ngươi đó sao? Đan dược ngươi luyện chế lại thiếu một viên nội đan, ta chẳng qua chỉ lừa lấy từ trên người linh viên kia mà thôi. Nhưng, nhưng còn Lữ Tùng, nữ tử được gọi là Linh Nhi kia chính là Trình Linh, không cần dùng nữa. Ngươi tin ta đi, ngày mai sau khi Lữ Tùng tới ta sẽ bố trí cho hắn, cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Lữ Tùng đó cùng lắm là cho hắn chút ít lợi ích là xong. Tới đây đi, vừa rồi tỷ tỷ đã hầu hạ ngươi, như vậy, giờ tới lượt ngươi." Vương Lâm vẫn chưa đi vào mà tay phải điểm vào mi tâm của mình. Đột nhiên Hứa Lập Quốc từ trong đó bay ra, hắn nhìn chằm chằm vào Bình Phong, hai mắt lộ vẻ hưng phấn. "Ta không cần biết ngươi làm cách nào, hỏi xem Linh Viên đang ở đâu, lấy hồn phách chúng xong rồi thì ra gặp ta." Vương Lâm nói xong xoay người rời khỏi phòng. Hứa Lập Quốc như chưa bao giờ hưng phấn tới vậy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đi theo Vương Lâm thực sự là quyết định chính xác. Chuyện ướt át tới mức này, hắn dù không còn huyết nhục mà đã trở thành ma đầu cũng vẫn có cảm giác. Hứa Lập Quốc cười hắc hắc, không nói thêm một lời, bỗng nhiên chui tọt vào bên trong bình phong. Không lâu sau, vẻ mặt hắn thỏa mãn đi ra, há mồm phun hai cái hồn phách vào mi tâm Vương Lâm. Linh viên đó đã chết. Cùng lúc đó hắn truyền tới một đạo thần niệm. Tay phải Vương Lâm vất lên, trong tay hắn xuất hiện một cây kỳ hồn, đem hai cái hồn phách kia bỏ vào. Sau đó trầm ngâm một chút rồi xoay người đi vào trong phòng lấy túi chữ vật của nhị nữ lúc này mới rời khỏi phòng lúc này cũng vừa hết một khắc thần niệm của vương lâm khẽ động cây cấm phiên vây khốn tu sĩ nguyên anh kỳ tại nam uyển lập tức thu nhỏ lại hóa thành một đạo hắc mang trong nháy mắt bay đi cùng lúc đó trong nam uyển truyền tới một tiếng gầm giận dữ tu sĩ nguyên anh kỳ nọ nhảy ra thần thức quét qua một vòng lập tức tập trung về đông uyển bay vọt tới ngay sau đó trong đông uyển cũng truyền ra một đạo thần thức mạnh mẽ đạo thần thức này lộ sự tức giận sau khi quét qua Vương Lâm, một nữ tử từ, từ trung tâm Đông Uyển liền bay ra. Vương Lâm không nói một lời, xoay người phóng đi. Nữ tử kia cả người bị hắc vụ bao phủ, không thấy rõ tướng mạo. Nàng sau khi xuất hiện, thân thể liền lóe lên, đuổi theo Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, mắt thấy đối phương càng ngày càng gần, miệng hắn hiện một nụ cười lạnh, tay phải vung lên liên tục, đánh ra từng đạo cấm chế, bỗng nhiên hướng về phía nữ tử kia hạ xuống. Không biết tự lượng sức, nữ tử kia cười lạnh, vỗ túi chữ vật trong tay liền xuất hiện một cái làn hoa nàng vung tay lên lập tức vô số cánh hoa bảy màu từ trong làn bay ra những cánh hoa này đều ẩn chứa một lực lượng hủy thiên diệt địa nhanh chóng phủ đầy trời bay tới cấm chế tu vi của nữ tử này cũng là nguyên anh sơ kỳ ánh mắt vương lâm vẫn không thay đổi trong lòng thoáng hiện lên một tia châm chọc chỉ thấy những cấm chế kia sau khi đụng vào cánh hoa trong nháy mắt liên phân liệt hóa thành vô số cấm chế số lượng khổng lồ điên cuồng tản ra bốn phía mặc dù có một số ít vẫn bị cánh hoa phá tan nhưng đại bộ phận vẫn trôi nổi trong không trung sau đó bay nhanh tới tụ lại hình thành một đạo cấm chế với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt hình thành một đạo cấm chế đánh thẳng vào cấm chế bên dưới đông uyển đông uyển này vương lâm lần trước đã phát hiện ra là được một đạo cấm chế khổng lồ tạo thành sức nâng lên uy lực cấm chế này rất lớn trong thời gian ngắn hắn cũng không thể phá giải nhưng vương lâm không muốn phá giải cấm chế mục đích duy nhất của hắn là làm cho cấm chế khổng lồ này mất đi sự cân bằng nếu như thế thì dùng cấm bình thường không thể làm được nhưng vương lâm lại dùng một loại cấm chế thượng cổ hơn nữa trước đó hắn đã cố tình bố trí không ít cấm chế khác lúc này trong ứng ngoài hợp đánh vào đạo cấm chế khổng lồ của đông uyển một trận âm thanh ầm ầm từ đông uyển vọng ra cấm chế khổng lồ lập tức mất đi sự cân bằng đông uyển đang tung bay giữa không trung lập tức bị nghiêng đi cùng lúc đó vang lên một loạt tiếng thét chói tai Vô số nữ tu đều bay lên, trên mặt đều lộ vẻ ngạc nhiên và kinh hãi. Vương Lâm làm xong những chuyện này, chân không dừng lại, nhanh chóng bay đi. Nữ tử đang truy kích nọ lúc này đành cắn răng, không thể tiếp tục đuổi theo mà lui về vội vàng ra cố lại cấm chế khổng lồ kia. Vương Lâm bay thẳng khỏi Đông Uyển. Hắn biết việc này cũng không giữ chân được bao lâu, chẳng mấy chốc tu sĩ nguyên anh trung kỳ của Vân Thiên Tông cũng sẽ tới đây, đuổi bắt hắn. Đúng lúc này, đột nhiên từ xa truyền tới một đạo thần thức cường hãn đạo thần thức này đảo qua người vương lâm truyền tới một tiếng hừ lạnh ánh mắt vương lâm bình tĩnh nếu là người khác hiển nhiên thần thức sẽ bị hao tổn nhưng thần thức của hắn cực kỳ khổng lồ sau khi ly thể mặc dù đã bị tu vi hạn chế không thể giết được tu sĩ từ nguyên anh trở lên nhưng nói về lực lượng thì dù là tu sĩ hóa thần kỳ cũng không so sánh được bây giờ tuy do cực hạn thân thể chỉ có thể phát huy tới tu vi kết đan hậu kỳ nhưng làm sao hắn có thể bị thần thức của một tu sĩ nguyên anh trung kỳ làm bị thương được thân thể hắn hầu như không dừng lại lập tức bay tiếp chủ nhân thần thức nọ liền ngẩn ra nhưng nhanh chóng tập trung vào vương lâm thân thể lại nhanh chóng từ ngoại tông bay tới lúc này một bóng đen từ xa bay tới rơi vào tay vương lâm hóa ra là một cây tiểu kỳ tiểu kỳ này chính là thứ đã nhốt nguyên anh tu sĩ ở nam uyển cấm phiên vào tay trong mắt vương lâm lộ một tia cười lạnh thân thể hắn trầm xuống rơi trên mặt đất thân thể quay một cái dưới chân lập tức xuất hiện một vòng cấm chế ngay sau đó thân hình hắn liền biến mất. Mặc cho thần thức kia tập trung cũng không còn thấy bóng dáng hắn. Lúc này thân thể Vương Lâm dưới tác dụng của cấm chế đã về tới động phủ. Động phủ này bên ngoài có cấm chế ngăn cản thần thức. Cùng lúc đó, phân thân của Vương Lâm tại Bắc Uyển đã ở trong đình viện. Phân thân chậm rãi trồi lên từ dưới đất, sau đó lập tức chỉnh trang lại một chút, rồi khoanh chân ngồi trong phòng, nhắm mắt lại. Việc này thế là coi như chấm dứt. Nửa tháng sau, những lời đồn đại về bổn tôn của vương lâm từ bên trong vân thiên tông truyền ra tam sao thất bản đủ loại phải biết rằng đây là một đại sự mà bao lâu rồi vân thiên tông chưa từng phát sinh hơn nữa đối phương đột nhập vào trong tông cuối cùng lại biến mất vào lòng đất trong nháy mắt chẳng khác gì tát cho vân thiên tông một cái thật đau việc này thậm chí còn kinh động tới mấy người đã bế quan lâu năm thủy tổ nguyên anh hậu kỳ đang muốn đánh sâu vào hóa thần kỳ cuối cùng dưới sự điều tra mục tiêu đều chỉ tới hai nữ tử mất tích ở đông uyển người thứ nhất là trình linh người thứ hai là công tôn đồng thậm chí kẻ có chút liên quan như trình hiền lữ tùng cũng đều bị tra xét ngay cả vương lâm cũng bị gọi tới cuối cùng lại có một tu sĩ nguyên anh kỳ dùng thần thức xem xét xem có nói dối hay không chẳng qua thần thức của vương lâm vượt hắn quá xa cuối cùng hiển nhiên không tra xét được gì không biết phải làm sao rốt cục vệch này đành bỏ qua về phần lý mộ uyển không bị liên quan chút nào việc này cũng phải nói tới công của kỳ sư huynh người này tâm cơ thâm trầm hắn biết rõ việc này tất nhiên có liên quan tới người lý mộ uyển gặp đối phương thần thông như thế khiến hắn không khỏi âm thầm kinh hãi ba tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không thể ngăn chờ được hắn đi lại tự do trong vân thiên tông nếu đã thế mà hắn còn dám tiết lộ đối phương rất có khả năng thần không biết quỷ không hay vào vân thiên tông lấy mạng hắn cuộc sống của vương lâm lại trở lại bình yên chẳng qua nội tâm hắn vẫn luôn hiện lên nụ cười buồn bã của lý mộ uyển mỗi lần như vậy trái tim hắn đều có cảm giác đau đớn. Loại cảm giác này sau khi Vân Thiên Tông đột nhiên phát thiếp khắp sở quốc báo tin một, trong ba vị ngũ phẩm luyện đan sư Lý Mộ Uyển, hai tháng sau sẽ cùng ngoại tông tôn trưởng lão Tôn Chấn Vĩ, kết thành đạo lữ song tu, lập tức bị đẩy tới cực hạn. Vương Lâm An tĩnh ngồi trong phòng. Một ngày một đêm sau, hắn thở dài, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, trong mắt lóe hàn mang. Hắn đột nhiên đứng lên, không chút do dự rời khỏi phòng, ra khỏi đình viện hướng về phía Nam Uyển đi tới đoạn đường này cũng không phải thuận lợi trong xương trắng hắn bị ngăn trở lại nhưng sau khi báo tính danh liền có người đi đưa tin cho lý mộ uyển đợi một chút xương trắng quay cuồng lộ ra một cái thông đạo vương lâm chậm rãi cất bước bước chân hắn mặc dù chậm rãi nhưng lại có cảm giác vô cùng kiên định sau khi đi tới khu uyển lầu của lý mộ uyển trong lầu truyền ra thanh âm bình thản của lý mộ uyển sư phụ người bế quan sắp xong nếu có vấn đề gì thì đợi nàng xuất quan hãy nói từ nay về sau nếu không được nàng gọi thì chớ tới đây quấy giày nữa. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu chậm rãi nói, ta cần đan dược có thể trong hai tháng để cao tu vi lên tới nguyên anh kỳ. Trong phòng, Lý Mộ Uyển bỗng nhiên sững người. Nàng đứng vọt dậy, đẩy cửa phòng ra nhìn Vương Lâm, run giọng hỏi, ngươi, ngươi là ai? Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia nhu tình hiếm thấy. Chẳng qua tia như tình này rất nhanh bị sự bình tĩnh thay thế. Hắn trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, có loại đan dược này hay không, Lý Mộ Uyển cắn cắn môi, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng vô tận, nàng nhìn Vương Lâm thật sâu. Lúc này đáy lòng này vẫn còn có chút suy tính thiệt hơn nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng biến đổi, hai mắt lộ ra một tia hàn mang, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nũng nịu nói, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Mộ Uyển lập tức nhớ ra là thần thức nơi mi tâm của mình, không có bất cứ dị động gì. Hiển nhiên người trước mặt này không phải là người nàng đoán. Trong lòng nàng đủ loại hận ý, phiền muộn không tự chủ được dâng lên nhưng đối với người trước mắt có thanh âm hình dạng giống Vương Lâm, này nàng lại không hận nổi. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, thở dài, tay phải vỗ túi chữ vật. Nhất thời trong bảy tay xuất hiện một cái ngọc giản. Hắn nhìn thoáng qua một chút rồi ném về phía nàng. Lý Mộ Uyển vừa thấy ngọc giản, thân thể đã nhũn ra. Sau khi tiếp nhận nó, cả người nàng phải tựa vào bên cửa. Nhìn ngọc giản, nước mắt vui sướng của nàng không kìm được chảy xuống. Giết Tôn trấn Vĩ quá đơn giản, chẳng qua phải chờ tu vi ta đạt tới nguyên anh thì Vân Thiên Tông mới không có kẻ nào dám nói gì, cũng đủ để ta đem nàng tung hoành sở quốc." Thanh âm Vương Lâm bình thản nhưng trong đó tràn ngập sự tự tin. Lý Mộ Uyển ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Vương Lâm, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, "Ngươi, ngươi vào đi." Vừa nói nàng vừa nghiêng người, tránh khỏi cửa phòng. Vương Lâm không nói gì, cất bước đi tới. Lúc đi ngang qua người Lý Mộ Uyển, một làn hương bay vào mũi hắn, thấm đẫm lòng người. Bước chân Vương Lâm sững lại, quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển. Lúc này hai người đứng rất gần nhau. Tại vị trí này Vương Lâm có thể thấy rõ khuôn mặt Lý Mộ Uyển càng ngày càng đỏ, thậm chí đã lan dần tới cổ. Trong mắt Vương Lâm không còn sự lạnh lùng nữa. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo của Lý Mộ Uyển. Thân thể Lý Mộ Uyển lập tức mềm nhũn ra, tựa vào lồng ngực Vương Lâm. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng, chống ngực của thân thể mềm mại nọ đang đập rộn ràng. Một lúc lâu sau, Lý Mộ Uyển mấp máy môi, đẩy Vương Lâm ra, nhìn dung mạo hắn, nhẹ giọng hỏi, bề ngoài của huynh sao lại không giống trước kia? Vương Lâm buông Lý Mộ Uyển ra, nhìn lướt qua căn phòng một lần rồi mới ngồi xuống ghế. Lý Mộ Uyển đi tới, rót một chén thanh trà cho hắn, sau đó lặng lặng nhìn Vương Lâm, đợi hắn trả lời. Vương Lâm mỉm cười, hời hợt nói, Mã Lương chỉ là thân thể do đoạt xá. Thân thể hiện giờ mới chân chính là ta. Vương Lâm là tên thật của huynh. Còn tu vi của người này, Sao so với mấy ngày trước lại kém xa như vậy chứ? Lý Mộ Uyển mở to đôi mắt, hỏi liền. Vương Lâm gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói, Uyển Nhi, việc này nếu có thời gian ta sẽ nói chi tiết cho muội. Hiện giờ ta muốn hỏi muội, có đan dược làm cho Tu Vi trúc cơ trong hai tháng đạt tới Nguyên Anh kỳ hay không? Đôi mắt Lý Mộ Uyển lộ vẻ suy tư, nhẹ giọng nói, có một số thư tịch cổ ghi lại về một loại đan dược cực kỳ quý hiếm có thể làm cho Tu Vi người ta trong một thời gian ngắn đạt tới Nguyên Anh. Chẳng qua loại đan dược này. Không phải do phương thuốc đã thất truyền mà chính là dược thảo chủ vị đã tuyệt tích. Hơn nữa lại rất khó tìm được dược thảo thay thế. Thần sắc Vương Lâm như thường nhưng trong lòng trầm xuống. Nếu không có loại đan dược này, vậy làm sao hắn trong vòng hai tháng đạt tới Nguyên Anh được? Đây thật sự là một vấn đề nghiêm trọng. Đôi mi thanh tú của Lý Mộ Uyển nhíu chặt, ngồi bên cạnh Vương Lâm cẩn thận nhớ lại. Vương Lâm không làm phiền nàng mà lặng lặng ngắm nữ tử này. Đã hai trăm năm mà dường như năm tháng vẫn không hề để lại dấu vết trên khuôn mặt nàng điểm này khiến cho Vương Lâm cảm thấy vô cùng kỳ quái, tướng mạo của nữ tử này chẳng những không già đi, ngược lại so với năm đo càng thêm kiều mị động lòng người. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí chất khiến người ta bồi hồi, phảng phất giống như là u lan trong thâm cốc, lại có một tia cao ngạo tới cực điểm. Lý Mộ Uyển trong đầu lướt nhanh các loại điển tịch mà phương thuốc có tác dụng. Một lúc lâu sau, đột nhiên đôi mắt nàng người sáng, ngữ khí mang theo một tia vui mừng, nũng nịu nói, là muội sai lầm rồi nếu để từ trúc cơ tăng ngay lên nguyên anh kỳ thì loại đan dược đó, trên toàn chu tức tinh này, cũng vô cùng quý hiếm. Có thể nói là căn bản không có. Nhưng chúng ta có thể đơn giản hóa vấn đề mà. Nói cách khác, hiện giờ muốn giải quyết vấn đề thì có thể khiến huynh từ trúc cơ tăng lên kết đan. Đợi tới khi đặt kết đan xong liền tính tới kết anh thế nào? Vương Lâm gật đầu. Lý Mộ Uyển cười thản nhiên, ánh mắt lộ ra một tia tự tin, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nói, nếu để đạt tới kết đan kỳ thì loại đan dược đó uyển nhi có không ít à vương đại ca trước kia huynh đã dùng dược vật gì chưa vương lâm trầm ngâm một chút nói khối phân thân này ta cũng chưa dùng dược liệu gì ngoài bồi nguyên đan thì chỉ có trúc cơ đan trúc cơ đan đôi mắt lý mộ uyển lộ vẻ ngạc nhiên nàng tiếp tục nói nếu là bồi nguyên đan thì không sai dù sao cũng là một trong những đan dược sơ cấp người học luyện đan phải nắm bắt nhưng trúc cơ đan lại là linh đan nhất phẩm Vương đại ca, trúc cơ đan này huynh tự mình luyện chế sao? Nói xong nàng như cười như không nhìn Vương Lâm, dịu dàng nói, hừ hừ, muội nhớ ra rồi. Sư phụ huynh là Chu Lâm đang bế quan, muội bây giờ là sư tổ của huynh. Cái mặt dày của Vương Lâm hiếm khi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn vội ho một tiếng, nói, trúc cơ đan là do ta tự luyện lấy. Chẳng qua ta có cho thêm linh dịch trước kia tặng muội. Đôi mắt Lý Mộ Uyển như tỏa sáng. Nàng đứng bật dậy, gấp giọng hỏi thứ linh dịch đó huynh còn không thần sắc vương lâm như thường ánh mắt bình thản gật đầu lồng ngực lý mộ uyển phập phồng hít sâu một hơi nàng vui mừng lẫn sợ hãi nói vương đại ca linh dịch đó của huynh còn bao nhiêu nhiều không tay phải vương lâm vỗ vào túi chữ vật lập tức xuất ra một bình bạch ngọc đặt trên bàn ánh mắt lý mộ uyển lộ vẻ thất vọng thì thào hóa ra chỉ còn một bình cũng khó trách loại kỳ bảo hãn thế này vốn sẽ không thể có nhiều nhưng không đợi nàng nói hết câu, lại thấy trong tay Vương Lâm có thêm một lọ, sau khi đặt ở trên bàn lại tiếp tục xuất ra một lọ nữa, sau đó cứ thế. Cuối cùng tất cả tám lọ linh dịch xếp thành hình chữ nhất đặt trên bàn. Chương 196, đan dược. Lý Mộ Uyển mắt chữ A, mồm chữ O, một lúc sau mới hoàn hồn, nhìn tám bình ngọc kia, lại nhìn Vương Lâm. Do dự một chút, nhẹ giọng nói, "Vương đại ca, đây đều là linh dịch sao? Có phải là pha loãng ra không?" vương lâm mỉm cười nói không hề pha loãng đâu thứ này giống hệt lích dịch năm đó tặng muội đủ chưa không đủ ta còn đây sắc mặt lý mộ uyển hồng hào hẳn lên nàng ngơ ngác nhìn vương lâm bật thốt lên vẫn còn vương lâm gật đầu cười nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu hơi thở lý mộ uyển trở nên rồn rập nàng cầm lấy một bình ngọc mở ra cẩn thận nhìn một chút sau đó lấy loại ánh mắt khó tin nhìn vương lâm hồi lâu mới thốt một câu Vương đại ca, linh dịch này huynh có biết công hiệu của nó không? Ta luôn dùng nó để thay đan dược để cao tu vi. Gần đây phát hiện ra nó có khả năng tăng tỷ lệ thành công khi luyện đan. Vương Lâm không giấu giếm, chậm rãi nói. Lý Mộ Uyển ngẩn ra một lần nữa, lập tức lấy ánh mắt cổ quái nhìn Vương Lâm. Một lúc sau nàng cười nói, Vương đại ca, huynh thật là phí của trời. Thứ linh dịch này mặc dù muội không biết lai lịch nhưng bình mà năm đó huynh tặng muội, Trải qua thời gian muội nghiên cứu, phát hiện linh dịch này dùng để luyện chế đan dược, không những đề cao tỷ lệ thành công mà ăn vào còn có khả năng bảo trì dung mạo, kéo dài tuổi thọ. Trọng yếu hơn là vật ấy ẩn chứa linh lực mạnh mẽ. Nếu lấy vật này luyện đan thì loại linh đan mình luyện ra ăn vào sẽ có công hiệu cao hơn bình thường nhiều. Loại linh dịch này nếu chỉ có một giọt thì cũng không phải là chân quý, nhưng nếu quá 10 giọt thì ở tu chân giới có thể bán với giá trên trời. Vương Lâm sau khi nghe xong đôi mắt vẫn bình thản như cũ, nói: "Ồ, như vậy muội luyện chế đan dược đối với việc kết anh của ta có phải là càng nắm chắc hơn không lý mộ uyển hít sâu một hơi giọng đầy khẳng định nếu không có linh dịch này trong hai tháng muốn đạt tới nguyên anh kỳ thì muội không nắm chắc chỉ có thể lấy số lượng đổi lấy chất lượng thành bại cuối cùng không thể đoán trước nhưng giờ đây có linh dịch này muội có thể nắm chắc ba phần khiến huynh trong ba tháng đạt tới nguyên anh ba phần vương lâm nhướng mày lập tức gật đầu hắn vỗ túi chữ vật bên trong xuất ra một cái đan lô cái đan lô này trông nhẹ như bông. Uyển Nhi, muội xem thử xem có nhận ra vật này không? Lý Mộ Uyển nhìn thoáng qua một cái, thần sắc đại biến. Nàng lộ vẻ khó tin, hồi lâu sau mới hít sâu một hơn, nhìn thẳng vào Vương Lâm, đột nhiên nói, Vương Đại ca, 200 năm nay huynh đã đi đâu? Vương Lâm mỉm cười, chỉ vào đan lô nói, sao vậy, cái này là bảo bối sao? Lý Mộ Uyển nặng nề gật đầu, khuôn mặt nàng giờ đây tràn ngập hưng phấn, lúc này toàn thân nàng tỏa ra một khí tức khiến người khác phải động tâm vương đại ca cái đan lô này phẩm chất cực cao thậm chí so với đan đỉnh ở đại điện của vân thiên tông cũng không kém thậm chí uyển nhi hoài nghi vật này còn cao cấp hơn huynh nhìn những hoa văn này đây không phải là trời sinh mà do trải qua thời gian dài luyện đan mới lưu lại dược tích loại dược tích này chính là thứ để suy đoán ra phẩm chất của đan lô nếu uyển nhi không nhầm thì nó hẳn phải thuộc loại trí bảo trấn phái của một lưu phái luyện đan lý mộ uyển chăm chú phân tích vương lâm âm thầm gật đầu phân tích này cũng tương tự như ước đoán trước đây của hắn chẳng qua nếu so với đan lô này tờ giấy vàng ở đây mới được coi là vật chân quý hơn huynh xem phong ấn này đó trước kia uyển nhi thấy trong một số điển tịch miêu tả thứ đó gọi là đan phong ngoài tác dụng hấp thu linh lực trong thiên địa còn có tác dụng phong ấn bồi dưỡng đan dược căn cứ vào điển tịch cổ ghi chép đan phong dù ở thời kỳ cổ cũng hiếm thấy về phương pháp chế tạo đan phong thì sớm đã thất truyền hơn nữa điều quý giá chính là đan phong này được bảo trì rất đầy đủ có thể liên tục sử dụng phải biết rằng cho dù là đan dược bình thường nếu rán đan phong lên sau vài ngày phẩm chất đã tăng hơn gấp đôi nếu để thời gian dài thì phẩm chất đan dược lại càng tăng nghe đồn các loại đan dược nghịch thiên đều do được rán đan phong sau mấy trăm ngàn năm mới luyện chế thành có thể nói đan phong có tác dụng mấu chốt trong đó vẻ mặt lý mộ uyển si mê nhìn tờ giấy vàng trên đan lô chậm rãi nói vương lâm hơi ngạc nhiên hắn nhìn liếc qua phong ấn không ngờ giá trị của phong ấn lại còn chân quý hơn cả đan lô kia như vậy trong đan lô có đan phong này rốt cục chứa loại đan dược gì nếu nói vậy thì loại đan dược này so với đan phong đan lô chẳng phải càng chân quý hơn sao lý mộ uyển hít một hơi dài nhìn đan lô thanh âm êm tai tiếp tục vang lên vương đại ca có lẽ huynh cũng đoán được so với đan phong đan lô thì đan dược bên trong mới thực sự là thứ bảo vật hãn thế nghe đồn chỉ những đan dược nghịch thiên do thiên tài địa bảo luyện chế thành mới có thể được đặt trong đan lô loại này có đan phong loại này uyển nhi hiện giờ cực kỳ tò mò rốt cục đây là thứ đan dược gì đây vương lâm nhìn chằm chằm vào luyện đan lô lòng thầm nghĩ đến vân phi vương lâm vỗ túi chữ vật trong tay xuất hiện ngọc giản mà vân phi lưu lại cho hắn vương lâm đặt ngọc giản lên bàn nhẹ giọng nói ngọc giản và đan lô đều do một người tạo ra ngươi nhìn xem chúng có chút liên hệ gì hay không. Đôi mắt Lý Mộ Uyển sáng lên, cầm lấy ngọc giản. Nàng dụng thần thức xem xét. Một lúc sau nàng hơi nhíu mày, hạ giọng nói, hoàng môn, hẳn là kỳ hoàng môn. Một số phương thuốc bên trong ngọc giản này chính là phương pháp luyện đan của kỳ hoàng môn. Vương đại ca, huynh có được vật này từ trong tu ma hải phải không? Vương lâm gật gật đầu. Không sai. Chính là kỳ hoàng môn. Nó vốn là một tông phái của tứ cấp tu chân quốc nhưng do trêu chọc cừu địch nên phải di chuyển tới tu ma hải từ đó bọn họ đã may danh ẩn tích xem ra đan lô này chính là của kỳ hoàng môn chỉ có điều phương pháp để mở ra phong bế của đan lô đã bị thất truyền uyển nhi biết là không thể tùy tiện mở vật ấy ra mà cần phải tiến hành một loạt bí quyết và kết hợp với thiên thời địa lợi nếu cố gắng mở nó ra thì không chỉ làm hỏng phẩm chất của đan dược bên trong mà thậm chí có khi còn khiến chúng vỡ vụn thành cho theo suy nghĩ của Uyển Nhi thì vật ấy hẳn là chưa đạt tới thời hạn. Nếu bây giờ mà mở ra, cho dù đúng cách thì phẩm chất của đan dược sẽ không được như mong muốn. Lý Mộ Uyển nhẹ giọng nói. Chương 197, Tu Vi Tiêu Thăng. Vương Lâm thầm gật đầu. Có như vậy mới giải thích được vì sao Vân Phi, sau khi xuất ra đan lô vẫn cũng không mở ra, mà là muốn đổi lấy giải trừ cấm chế. Vương Đại Ca, Uyển Nhi sẽ đến tàng kinh các của Vân Thiên Tông tra tìm các sách cổ để có thể mở ra phong ấn của nó nếu đan dược này có công hiệu đột phá tu vi thì khả năng vương đại ca đột phá thành công nguyên anh kỳ chắc chắn sẽ rất cao lý mộ uyển nói sau đó lý mộ uyển lấy ra một số bình đan dược đưa hết cho vương lâm sau khi lý mộ uyển nói lại tỉ mỉ cách dùng và những điều cần phải chú ý vương lâm đứng dậy cáo từ ra về ánh mắt lý mộ uyển lưu luyến nhìn vương lâm rời khỏi năm uyển dẫu sao lúc này tu vi của hắn chưa đủ nếu tu luyện thời gian dài ở trong phòng lý mộ uyển thì tất nhiên sẽ khiến người khác chú ý đến vì thế vương lâm bèn rời khỏi nam uyển trở về bắc uyển lại chuẩn bị bắt đầu bế quan tu luyện hắn đã ước định với lý mộ uyển đồng thời cũng để lại ngọc phù truyền âm chỉ cần lý mộ uyển mở được phong ấn thì sẽ đưa đan dược đến cho hắn cùng với đó để đảm bảo an toàn cho lý mộ uyển vương lâm đã để lại ma đầu hứa lập quốc và ma đầu thứ hai lại bảo hộ cho nàng dù sao hai tên ma đầu này phối hợp với nhau cũng có thể chống lại nguyên anh kỳ tu sĩ một chút thời gian chừng ấy thời gian cũng đủ để cho bản tôn của vương lâm hiện thân. mặt khác, quan trọng nhất là ma đầu này vốn có liên hệ với thần thức của hắn, nên nếu vương lâm đang ở trong không gian nghịch thiên, thì vẫn có thể liên lạc được với chúng. vương lâm vừa đi ra khỏi năm uyển, đột nhiên một âm thanh ôn hòa từ màn xương trắng phía sau hắn vang lên. người là vương lâm. vương lâm ngừng bước, quay người lại. làn xương trắng cuộn lên, từ trong đó xuất hiện một người đàn ông trung niên, tướng mạo cũng khá anh tuấn trên người này tản phát ra một cỗ tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn giống như là tiên nhân hoàn toàn thoát tục. Người này đúng là con trai của ngoại viện trưởng lão Tôn Chấn Vĩ. Vương Lâm bình tĩnh nói, "Đúng vậy." Ánh mắt hắn lộ ra thiện ý, mỉm cười nói, "Ngươi vừa đi tìm sư tổ của ngươi phải không?" Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, thần sắc vẫn bình thản, gật gật đầu. Tôn Chấn Vĩ nhìn Vương Lâm, nói, "Hai tháng tới, ta coi như là sư tổ của ngươi. Ngươi hãy chăm chỉ tu luyện cho tốt." nếu có vấn đề gì về luyện đan ngươi có thể tìm sư tổ ngươi nhưng trên phương diện tu luyện nếu có thắc mắc hay đến tìm ta thần sắc vương lâm vẫn như thường bình thản nói nếu không còn việc gì nữa đệ tử xin cáo từ đệ tử còn đang luyện chế một đan lô tôn trấn vĩ đáy lòng giận dữ sắc mặt không khỏi trầm xuống tuy nhiên rất nhanh hắn lại mỉm cười liếc mắt nhìn vương lâm sau đó hắn từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh phi kiếm nói phi kiếm này tên là thanh phong xem như là lễ vật gặp mặt của ta ngươi cầm đi nói xong phi kiếm từ tay hắn bay tới trước người vương lâm vương lâm tiếp lấy nhìn thoáng qua rồi ôm quyền nói cảm ơn sau đó hắn quay người rời đi tôn trấn vĩ mỉm cười nhìn vương lâm đi khỏi ánh mắt lóe lên một tia hàn mang trong lòng thầm nhủ tiểu tử này chẳng qua tu vi mới chỉ đạt tới chút cơ mà thôi dùng hắn để theo dõi lý mộ uyển là hợp nhất hừ lấy tu vi của hắn cho dù hoài nghi nhưng cũng không thể tìm ra manh mối gì trên thanh phi kiếm đó vương lâm lên đường trở lại đình viện nơi bắc uyển sau khi vào phòng hắn lấy phi kiếm ra nhìn thoáng qua một lát hai tay hắn đánh ra một đạo cấm chế ấn nhẹ vào trên thân phi kiếm trên phi kiếm tỏa ra từng làn hơi lạnh nhưng với sự mưu trí của vương lâm hắn đương nhiên không cần suy nghĩ kỹ cũng hiểu thấu hành vi tặng kiếm của tôn trấn vĩ phi kiếm này đương nhiên có chỗ kỳ quái mà cũng không có gì khác ngoài việc dùng để giám thị cả trong lòng Vương Lâm cười lạnh, cấm chế của hắn đủ để hạn chế tác dụng của phi kiếm, đồng thời cũng không cho tôn chấn vĩ phát hiện ra. đặt phi kiếm sang một bên, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải điểm vào mi tâm, tiến vào nghịch thiên không gian. Vương Lâm biết rõ thời gian có hạn, thời gian hai tháng trong hiện thực sẽ tương đương với hai năm ở trong không gian nghịch thiên, thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Vương Lâm khoanh chân ngồi ở trong không gian nghịch thiên, trước người hắn đặt hơn 10 bình đan dược lớn bé trong đó có một số bình được phong kín bằng sáp. Số đan dược đó chính là những đan dược có phẩm chất tốt nhất mà Lý Mộ Uyển đã luyện chế được trong 200 năm qua. Tất cả đều có công dụng nhằm tăng tỷ lệ thành công kết đan, rất phù hợp với hắn. Vương Lâm căn cứ theo những điều Lý Mộ Uyển đã dặn, sử dụng những bình dược vật đó dùng theo trình tự từ trái qua phải. Sau đó, tay trái hắn cầm lấy bình dược thứ nhất, bóp nát phong sáp trên nắp bình. Lập tức, một mùi thơm của đan dược phả vào mặt. Bên trong bình tổng cộng có 10 viên dược hoàn màu trắng lớn như quả vải. Loại đan dược này tên là Kỳ Tả Đan, là nhị phẩm linh đan. Nó được phối hợp nhiều loại dược liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Hiệu quả của đan dược này rất lớn, ngoại trừ để gia tăng linh lực còn có tác dụng mở rộng kinh mạch. Đan phương của đan dược này chính là một trong cửu truyền thập bát đan của Lạc Hà môn, có thể nói là vật cực kỳ hiếm thấy ở tam cấp tu chân quốc. Phẩm chất của nó phải cao hơn trúc cơ đan một cấp bậc. Độ quý giá của đan dược này chính là ở chỗ có khả năng mở rộng kinh mạch. Loại đan dược này dù ở Vân Thiên Tông cũng không nhiều. Dù sao, đan dược có thể giúp mở rộng kinh mạch thường đều là tứ phẩm trở lên. Nhị phẩm linh đan mà có công hiệu như thế thì cực kỳ hiếm thấy. Kỳ tả đan ở trong Vân Thiên Tông cũng có chưa đến 20 viên. Tất cả đều nhờ Lý Mộ Uyển luyện chế mà ra. Hai ngón tay Vương Lâm kẹp lấy một viên, cho vào miệng. Sau đó, hắn lập tức thổ nạp một khi đã vào trong miệng đan dược tức khắc hóa thành linh lực lập tức vương lâm nhận ra nó và trúc cơ khác nhau xa linh lực ẩn chứa bên trong phải gấp hai lần so với trúc cơ đan dưới bí quyết của cổ thần nguồn linh lực dồi dào của đan dược đã bị vương lâm hấp thu hết hắn không chút do dự lại nuốt vào viên nữa thời gian dần qua đi sau khi ăn toàn bộ số kỳ tả đan tu vị của vương lâm đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ cũng chỉ có vương lâm mới dám nếm thử loại phương pháp tu luyện không thèm suy xét đến hậu quả và nguy hại này phải biết rằng tuy trong tu chân giới cũng có một phương pháp tu luyện chuyên dùng để hấp thu dược lực nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể ăn vào số lượng đan dược lớn như vậy đầu tiên hấp thu đã là một vấn đề lớn căn cứ vào phẩm chất khác nhau mà thời gian hấp thu đan dược cũng chia ra dài ngắn khác nhau ít nhất thì cũng phải cần đến mấy ngày hay thậm chí là mấy tháng để thổ nạp có như vậy mới có thể đảm bảo rằng đan dược hoàn toàn được hấp thu mà không lãng phí về mặt này ngoại trừ vấn đề quý giá của đan dược ra khiến cho người phục dụng đan dược không muốn lãng phí, thì điều quan trọng hơn là linh lực ẩn chứa trong đan dược rất mạnh. Bởi vậy, cần có thời gian để thổ nạp mà hấp thu. Nếu hấp thu quá nhanh, chẳng những thân thể không có lợi mà ngược lại còn sinh ra hiện tượng tà ma nhập thể. Thêm vào đó, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà ăn nhiều linh dược, hoặc nói cách khác là trong khoảng thời gian ngắn thông qua đan dược để đề cao tốc độ tăng tiến tu vi, thì mặc dù thân thể không có gì đáng ngại, nhưng có thể bị ảnh hưởng chí mạng đến tu vi sau này. Chẳng qua Đối với Vương Lâm, mấy vấn đề này đều không hề ảnh hưởng tới hắn. Đầu tiên, dù có nuốt nhiều hay ít thì đều có cổ thần bí quyết để hấp thu hết. Tiếp theo, vấn đề tu luyện về sau, chẳng qua là phân thân của hắn ăn đan dược chứ không phải là bản tôn. Trên thực tế, đối với Vương Lâm mà nói, phân thân này chính là một siêu cấp đan dược do hắn luyện chế cho chính bản thân mình mà thôi. Chẳng qua đan dược này đã ẩn chứa dược lực vượt quá khả năng chứa đựng lớn nhất của bất kỳ loại đan dược nào dù sao thì hắn cũng chỉ là một đan hoàn hình người, mục đích là giúp bản tôn đột phá bình cảnh, đạt tới nguyên anh kỳ. Sau khi dùng kỳ tả đan, Vương Lâm cầm lấy bình đan dược thứ hai. Đối với khối phân thân này mà nói, để kết đan thì có không ít khó khăn. Năm đó, bản tôn Vương Lâm kết đan là nhờ tu luyện hoàng tuyển thăng khiếu, cu uyết khiến cho trong cơ thể hình thành ba viên hàn đan. Sau đó hàn đan hợp nhất hình thành đan phôi. Hơn nữa, nhờ có thiên ly đan mà Lý Mộ Uyển luyện chế, lúc đó mới thành công kết đan. Bình đan dược thứ hai này, Lý Mộ Uyển không có nói tên của nó. Nàng chỉ nói Vương Lâm vừa nhìn sẽ biết. Vương Lâm bình tĩnh, bóp nát phong sáp, khóe miệng liền mỉm cười. Trong bình này, có 5 viên đan dược màu đỏ. Vương Lâm liếc nhìn một cái liền nhận ra đó đúng là, đan dược năm ấy hắn đã ăn thiên ly đan. Hiển nhiên, trong 200 năm qua, Lý Mộ Uyển đã tốn rất nhiều tâm huyết mới luyện chế ra thiên ly đan. Thực tế cũng đúng như thế. Những viên thiên ly đan này là tam phẩm sơ giai đan dược, dược liệu để luyện chế đan dược này ở hỏa phần quốc đã tuyệt tích sau khi gia nhập vân thiên tông lý mộ uyển bằng vào thân phận trưởng lão mới có thể thu được những loại dược liệu đó mà luyện chế thành chẳng qua những dược liệu này ở vân thiên tông cũng không nhiều sau khi luyện chế ra năm viên thiên ly đan thì tài liệu cũng bị nàng dùng hết sạch trên thực tế những loại đan dược mà vương lâm ăn vào lần này phần lớn số dược liệu là do lý mộ uyển lấy từ vân thiên tông để luyện chế thành có thể nói những đan dược phục vụ hắn tu luyện lúc này gần như là tất cả các loại dược liệu luyện đan của Vân Thiên Tông tập trung lại. Chương 198, Đoạt Thiên Thất Đỉnh. Loại đan dược này có tên là Tỏa Minh Đan. Lý Mộ Uyển từng nói qua, nó có tác dụng rất lớn, chuyên dùng cho tu vi sau trúc cơ kỳ. Nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ thì nhiều nhất chỉ có thể ăn vào một viên. Nếu sử dụng hơn, rất dễ làm cho thân thể bành trướng, linh lực hỗn loạn. Thần sắc của Vương Lâm bình tĩnh, sau khi cầm lấy đan dược cũng không thèm liếc nhìn, ném luôn vào trong miệng lập tức kinh mạch vốn đang trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện vô số tia linh lực những tia linh lúc càng lúc càng nhiều dưới sự thúc giục của cổ thần quyết trong nháy mắt linh lực trong cơ thể của vương lâm đã khôi phục hoàn toàn hắn lập tức vận chuyển linh lực hướng chúng về lốc xoáy trong đan điền lốc xoáy vốn đã ảm đạm sắp tiêu tan lúc này bỗng nhiên lại sáng ngời nhanh chóng tăng tốc vượt cả tốc độ trước đó cũng không biết trải qua bao lâu số giọt chất lỏng màu vàng trong đan điền vương lâm đã có đến năm giọt một cảm giác bành trướng đột nhiên xuất hiện ở trong đan điền vương lâm chớp chớp hai mắt rồi cầm lấy hai viên thiên ly đan cuối cùng ném cả vào trong miệng hắn cắn chặt răng vận chuyển cổ thần quyết nhắm mắt ngồi xuống hai viên thiên ly đan giống như một cơn sóng dữ mãnh liệt mênh mông gào rít trong cơ thể của vương lâm hình thành một nguồn áp lực cực lớn áp lực tác động lên đan điền truyền đến năm giọt chất lỏng màu vàng bên trong lập tức năm giọt chất lỏng màu vàng vốn đang phân tán chậm rãi ép sát lại, cuối cùng va chạm rồi dung hợp chặt chẽ lại với nhau. Cùng lúc đó, tác dụng của Thiên Ly đan tăng lên khiến cho đan điền của Vương Lâm phát ra một tiếng động. Trên đan điền chợt xuất hiện một vết rách, ngay lập tức vết rách lan ra xung quanh. Cuối cùng toàn bộ đan điền của Vương Lâm vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Những mảnh nhỏ đó bị cuốn lên, tiến nhập vào trong giọt chất lỏng màu vàng kia. Ngoài ra còn có linh lực do Thiên Ly đan hóa thành và đủ loại vật chất dung hợp thành một khối cuối cùng trong bụng của vương lâm xuất hiện một viên kim đan to bằng nắm tay lấp lánh ánh sáng màu vàng phía trên kim đan sinh ra vô số xúc tua dài nhỏ nối tiếp với các đường kinh mạch theo sự chuyển động chậm rãi của nó từng đợt linh lực khổng lồ liền xuất hiện trong kinh mạch trong nháy mắt chúng đã di chuyển một vòng trong cơ thể của vương lâm lúc này vương lâm đột nhiên mở hai mắt ra ánh sáng lóe lên trong mắt hắn khiến người khác không thể nhìn thẳng cánh cửa ngăn cách giữa trúc cơ kỳ và kết đan kỳ đã bị vương lâm vượt qua Cùng lúc đó, Lý Mộ Uyển đã ở tàng kinh các của Vân Thiên Tông được gần một tháng. Suốt một tháng hầu như nàng không hề rời khỏi nơi này. Nàng dành tất cả thời gian tìm kiếm trong các điển tịch, để hòng tìm ra phương pháp mở ra phong ấn đan lô. Thực tế, đến giờ phút này nàng đã tìm được ra ba phương pháp để mở phong ấn. Chẳng qua, cả ba phương pháp đó đều có một chút khả năng bị hủy hoại. Khi phong ấn mở ra, đồng thời sẽ tạo thành rất lớn thương tổn đối với đan dược, thậm chí có thể làm cho đan dược biến thành phế đan đây là việc mà lý mộ uyển không thể chấp nhận được nàng hiểu rõ loại đan dược này có khả năng chính là mấu chốt giúp vương lâm đột phá kết đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ tôn trấn vĩ vẫn luôn lưu ý đến những hành động của lý mộ uyển đối với việc nàng dành nhiều thời gian như thế ở tảng kinh cát khiến hắn cảm thấy rất nghi hoặc cảm giác rằng việc này có chút vấn đề chỉ có điều mặc cho hắn phân tích phán đoán như thế nào cũng không thể nhìn ra được chân tướng còn tên đệ tử vương lâm kia một tháng thời gian này đều bế quan không ra không đi tìm Lý Mộ Uyển một lần nào nữa. Thanh phi kiếm hắn đặt bên cạnh Vương Lâm cũng không có phản ứng gì, mọi việc coi như bình thường. Nhưng trong lòng của Tôn Chấn Vĩ vẫn luôn tồn tại một tia nghi hoặc. Chẳng qua, khoảng cách thời gian đến thời điểm xong tu cũng chỉ còn hơn một tháng. Mấy ngày này lục tục có người của các tông phái khác đến chúc mừng khiến Tôn Chấn Vĩ liên tục phải tiếp đón, cũng không có thời gian để ý đến những việc này. Mà vài vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ của Vân Thiên Tông cũng biết rõ Lý Mộ Uyển chưa cam tâm tình nguyện đáp ứng việc này, nhưng vẫn không tỏ ra quá bức bách. Đối với việc nàng thường xuyên ở lại Tàng Kinh Các cũng không từng hỏi qua, thậm chí còn tạo điều kiện hơn nữa cho nàng. Bọn họ còn mở ra cả nội các vốn rất hạn chế người tiếp cận, cho Lý Mộ Uyển xem, coi như nhằm hàn gắn lại khoảng cách với nàng do việc song tu tạo ra. Khi cách ngày ước hẹn song tu chỉ còn 20 ngày, rốt cục Lý Mộ Uyển ở trong một cổ tịch trong Tàng Kinh Các, tìm được một phương pháp khai mở phong ấn ổn thỏa hơn nhiều so với ba phương pháp trước đó. Đáy lòng nàng phân tích, đánh giá phương pháp này có năm thành chắc chắn, không làm hư hao phẩm chất đan dược bên trong đan lô. Hơn nữa, nếu có tổn hại cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, tỷ lệ làm đan dược trở thành phế đan là thấp nhất có thể. Nàng nhận thấy thời gian đã sắp đến, vì vậy cắn răng quyết định sử dụng phương pháp này. Sau khi quyết định, Lý Mộ Uyển lập tức ghi lại phương pháp này. Sau đó, nàng vẫn chưa lập tức rời đi, mà còn đọc thêm một số điển tịch. Chừng một ngày sau, nàng mới nhẹ nhàng buông đống điển tịch xuống lại ghi chép thêm mấy cái rồi xoay người rời đi. Thực tế trong một tháng ở tàng kinh các, mỗi ngày nàng đều ghi chép lại không ít vấn đề, và xem xét rất nhiều điển tịch có nội dung khác nhau, chứ không chỉ tìm kiếm biện pháp cởi bỏ phong ấn. Sở dĩ như thế là nhằm mê hoặc người khác. Lý Mộ Uyển không phải là người vừa bước vào con đường tu tiên. Ngược lại, nàng đã trải qua rất nhiều sự tình. Đồng thời nàng vốn lại là người thông minh, tâm trí sắc sảo, nên đã rèn luyện ra tâm cơ rất nhạy bén. Nếu không, là một nữ tử, mà muốn sinh tồn ở tu chân giới tàn khốc này thật sự rất khó khăn sự cẩn thận đó thực tế cũng có liên quan ít nhiều đến vương lâm có thể nói tính cẩn thận của lý mộ uyển chậm rãi hình thành trong thời gian sống cùng với vương lâm ở tu ma hải sau khi chia tay với vương lâm chính sự cẩn thận đó từng đã nhiều lần cứu mạng nàng nàng biết rõ vân thiên tông đặc biệt là tôn trấn vĩ tất nhiên sẽ có hoài nghi với việc nàng ở lại tàng kinh cát trong thời gian dài như thế mà như vậy thì tất nhiên hắn sẽ tìm phương pháp theo dõi để biết rốt cuộc nàng đang tìm kiếm cái gì. Kể từ đó, sự cẩn thận của Lý Mộ Uyển đã mang đến tác dụng rất lớn. Dù cho có người đến tra xét, cũng rất khó từ trong đống điển tịch tìm được mục đích chính thức của nàng. Hơn nữa, dù là thông qua thác ấn thuật, thuật ghi chép để tìm kiếm cũng không có tác dụng gì. Nhằm mê hoặc người khác, trọng điểm ghi chép thác ấn của Lý Mộ Uyển phân làm hơn 10 loại. Còn về phần thuật phong ấn, thì trong số những tin tức khổng lồ nó chỉ là một phần qua bé nhỏ không đáng kể mà thôi một lúc sau khi nàng rời. Đi tàng kinh các, tôn chấn vĩ liền đi đến nơi này. Sau khi đi vào, tay phải hắn vung lên, lập tức trên tay hắn xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng tím, trên đó viết rõ ràng một chữ vân. Lệnh bài này vừa xuất hiện, lập tức không gian cách ba trượng trước người hắn trở nên vặn vẹo, sau đó hai người áo xám xuất hiện. Hai người liếc nhìn thấy lệnh bài kia một cái, lập tức quỳ một chân xuống, cung kính nói, ngoại tông đệ tử, tham kiến bản tông vân lệnh tàng kinh các này luôn được ngoại tông đệ tử chúng ta trong nom. Trong một tháng giám thị lý trưởng lão, hai người các ngươi có phát hiện gì không? Sắc mặt của Tôn Chấn Vĩ không hề có một chút điểm đạm, âm trầm hỏi. Một người áo xám lập tức cung kính nói, "Lý trưởng lão xem điển tịch có chút lộn xộn, người quan sát hầu như tất cả, từ phương thuốc cho đến dược tính. Theo sự quan sát của đệ tử, cũng không thấy Lý trưởng lão đặc biệt lưu ý cái gì cả." Tôn Chấn Vĩ nhíu mày, hắn không tài nào tin được Lý Mộ Uyển sẽ lãng phí cơ hội, hơn một tháng thời gian ở nơi này xem lung tung. Trầm ngâm một chút, thanh âm lạnh lùng của hắn lại vang lên, nhưng cô ta có ghi chép lại cái nào không? Người áo xám kia bình thản trả lời, có. Tuy nhiên, những thứ nàng ghi chép cũng rất lộn xộn. Lý trưởng lão dường như không có mục tiêu cụ thể nào. Đương nhiên, còn có một khả năng. Tôn Trấn vì ánh mắt chợt lóe lên, quát khẽ, nói. Thần sắc của người áo xám vẫn như thường. Nói, tâm trí của lý trưởng lão cực cao, tính cách lại cẩn thận, Nàng đã sớm dự đoán sẽ có người theo dõi nên cố làm ra vẻ huyền bí, xem điển tịch một cách lộn xộn để che giấu mục đích. Nếu đúng là như thế thì hiển nhiên nàng đã thành công. Tôn Chấn Vĩ hừ nhẹ một tiếng. Hắn đã sớm đoán ra việc này, nhưng hắn lại thầm nhủ, chỉ còn 20 ngày nữa mà thôi, hắn thật sự muốn nhìn xem Lý Mộ Uyển này còn có thể tạo ra được chuyện gì nữa. Hơn nữa, đối với việc Lý Mộ Uyển có quen biết với người nọ, cho đến giờ Tôn Chấn Vĩ cũng không còn phải e ngại nữa. Việc song tu đã được mấy vị lão tổ ấn định, nếu người nọ xuất hiện phá rối cũng không cần hắn phải ra tay chỉ cần vài vị lão tổ nguyên anh hậu kỳ chắc chắn sẽ khiến người đó một đi không trở lại sau khi vương lâm kết đan thành công hắn lại ăn tiếp số đan dược còn lại số đan dược nhập thể bị cổ thần quyết hấp thu từ từ số đan dược mà hắn ăn vào đã ngày càng nhiều tu vi hắn cũng một đường tăng lên đột phá sơ kỳ tiến vào trung kỳ nhưng vương lâm lại cảm thấy tốc độ này là quá chậm hắn không tiếc hậu quả liên tục nuốt thêm đan dược chẳng qua theo sự tăng lên của số lượng đan dược hắn cảm giác được một cách rõ ràng dược hiệu đã dần giảm xuống hiện tượng này trước đó lý mộ uyển đã từng đề cập qua với hắn đây là một quán tính một khi ăn đan dược quá nhiều thân thể hắn sẽ sinh ra một số thay đổi kỳ lạ linh lực trong đan dược mặc dù không khác trước nhưng bởi vì thân thể biến hóa kỳ lạ thường thường đan dược vừa vào miệng cổ thần quyết chưa kịp vận chuyển thì linh lực trong đó đã vô thanh vô tức tiêu tan hơn phân nửa loại hiện tượng này gọi là thể trướng Vấn đề này rất thường gặp đối với những tu sĩ thường xuyên phục dụng đan dược. Để giải quyết nó thì chỉ có một phương pháp mà thôi. Đó là phải ăn thêm những chân dược quý báu hơn. Nếu không sẽ không có biện pháp nào khác. Dù thời gian dài trôi qua nhưng thể chứng vẫn cứ tồn tại, không bao giờ mất đi. Liên tục nhiều ngày ăn đan dược, trong cơ thể Vương Lâm đã xuất hiện thể chứng. Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản hắn tiếp tục ăn thêm dược vật. Với việc có thể sinh ra thể chứng, Lý Mộ Uyển đã sớm có đối sách. Trên thực tế có đan sư Lý Mộ Uyển bên người thì trên phương diện đan dược Vương Lâm cũng không cần tự mình đòi hỏi, nàng cũng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Vương Lâm cầm lấy cái bình thứ hai bên phải người, bình dược này chính là mấu chốt để giải quyết thể trướng. Dược vật trong bình được gọi là giải chứng đan. Trên thực tế đan dược vẫn chưa hoàn toàn hóa giải thể trướng. Chẳng qua Lý Mộ Uyển đã sưu tầm rất nhiều dược vật hiếm có, luyện chế ra để trợ giúp thân thể hấp thu linh lực của dược vật nếu dựa vào phẩm bậc để xét thì đan dược này chỉ thuộc vào nhất phẩm mà thôi nhưng nếu biết dùng cho phù hợp thì ở một số trường hợp có thể mang đến hiệu quả kỳ diệu sau khi ăn giải trứng đan vương lâm lập tức cầm lấy một bình đan dược đổ cả vào miệng đan dược dưới tác dụng của giải trứng đan lập tức hòa tan tuy tốc độ hòa tan cũng không biến hóa gì nhiều nhưng tốc độ hấp thu của vương lâm bỗng nhiên tăng nhanh tuy chỉ nhanh hơn một chút nhưng nếu là người khác thì cho dù cũng có thể cảm nhận được tác dụng của giải chứng đan Tận dụng một chút tốc độ tăng lên này thì cũng có thể hấp thu thêm được một ít linh lực. Nhưng với Vương Lâm, Cổ Thần Quyết vốn là công pháp hấp thu. Một chút thời gian này, dưới sự hấp thu của Cổ Thần Quyết lập tức trở nên mạnh hơn rất nhiều. Sau khi đan dược tan ra, không đợi linh lực bị tiêu tán lập tức đã bị Cổ Thần Quyết dẫn động. Dưới phương thức này, tu vị của Vương Lâm tiếp tục tăng nhanh. Rốt cục từ kết đan trung kỳ đã đột phá đến kết đan hậu kỳ. Tuy vẫn chưa đạt đến đại viên mãn nhưng khoảng cách cũng không còn xa chẳng qua những đan dược được Lý Mộ Uyển đưa cho hắn cũng đã bị ăn hết sạch sẽ. Đến hôm nay, Vương Lâm đang ngồi trong nghịch thiên không gian đột nhiên tỉnh lại. Hắn cảm giác được ma đầu hứa lập quốc truyền đến một tia kêu gọi. Dựa theo ước định trước đó giữa hắn và Lý Mộ Uyển, thì điều này chứng tỏ là nàng đã tìm ra phương pháp để mở đan phong rồi. Vương Lâm đứng lên, tiến về phía trước một bước. Thân ảnh hắn bỗng nhiên nhạt dần giống như pha toái hư không, trong nháy mắt đã biến mất. Trong một phòng ở Bắc Uyển Đình viện, một tia sáng từ trong hư không thoáng hiện ra rồi nhanh ngưng kết lại cùng một chỗ hình thành một bóng người bóng người đó từ từ hiện rõ lộ ra hình dáng của vương lâm sau khi hiện ra ánh mắt hắn lóe lên nhìn phi kiếm vẫn nằm trên mặt đất từ hơn một tháng qua tay phải hắn chộp nhẹ một cái phi kiếm lập tức bay đến tay hắn vương lâm nhìn lướt qua lập tức nhận ra trên đó ẩn chứa một đạo cấm chế cấm chế này uy lực tuy không mạnh nhưng có chút xảo diệu tác dụng đúng như hắn đoán trước là nhằm để theo dõi Thần sắc của Vương Lâm vẫn thản nhiên. Hắn lại vung tay phải lên, thanh phi kiếm lập tức đâm xuống đất. Sau đó, hắn liền đẩy cửa phòng đi về phía bên ngoài đình viện. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng chân, nhíu mày. Chỉ thấy cửa đình viện vô thanh vô tức bị một người đẩy ra, Chu Lâm chậm rãi đi vào. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm, ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Lấy tu vị của hắn phát hiện được ngay rằng Vương Lâm hoàn toàn khác trước. Phải biết rằng trước khi Chu Lâm bế quan, tu vi của vương lâm mới đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí mà thôi nhưng hiện tại ngay cả chu lâm cũng nhìn không thấu điều đó có nghĩa tu vị của đối phương dù không phải là kết đan hậu kỳ thì cũng nhất định phải là trung kỳ trở lên trên mặt hắn lộ ra nét phức tạp rồi lập tức cười khổ nói sư phụ bị người ta giám thị không thể tự mình đến được người bảo ta đưa ngươi đi đến một chỗ ánh mắt vương lâm vẫn bình tĩnh liếc nhìn người này một chút gật gật đầu chu lâm đi vào đình viện đóng cửa hậu viện lại phức tạp nhìn Vương Lâm, cười khổ nói tiếp, này, ta nên gọi ngươi là sư bá, hay là... Thôi, ngươi đã là bằng hữu của sư phụ thì là sư bá của chu Lâm ta. Sư bá, mời. chu Lâm lắc lắc đầu. Nguyên bản, hắn đang bế quan, đột nhiên nhận được truyền âm của Lý Mộ Uyển, phái hắn đi ra ngoài một chuyến. chu Lâm vốn là một cô nhi được Lý Mộ Uyển, cứu mạng nên đối với nàng vẫn cực kỳ vâng lời. Trong lòng hắn vẫn luôn tôn kính và cảm kích. Từ trong mấy câu nói của Lý Mộ Uyển, Hắn dĩ nhiên đoán được người mà chính mình nhận làm đệ tử không ngờ lại là bằng hữu của sư phụ. Kể từ đó, trong đầu hắn có chút hỗn loạn. Mất một lúc lâu, hắn mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật này. Do đó, sau khi thấy tu vị của Vương Lâm biến hóa kinh người như thế, hắn tuy có giật mình nhưng vẫn chưa quá kinh ngạc. Hắn nghĩ rằng tu vi của đối phương vốn dĩ đã là như thế, trước đó chẳng qua chỉ là cố tình che giấu mà thôi. Chu Lâm đến bên ngoài phòng mình, hai tay khẽ động, lập tức một đạo ánh sáng ở trên nóc phòng phát ra ngay sau đó, cửa phòng tự động mở. Chu Lâm quay đầu nhìn lại Vương Lâm một cái, rồi đi vào trong phòng. Vương Lâm vẫn chưa cất bước mà dụng thần thức đảo qua một cái. Sau khi vô thanh vô tức hạ một đạo cấm chế lên người Chu Lâm, hắn mới chậm rãi cất bước đi đến. Đối với bất cứ kẻ nào, thái độ của Vương Lâm đều rất cẩn thận. Tên Chu Lâm này trước đó đối đãi với hắn cũng không tệ, lại là đệ tử của Lý Mộ Uyển. Nhưng theo thói quen, hắn cũng không quan tâm đến người này là ai mà có thay đổi. Vào thời điểm cần đề phòng thì hắn tuyệt không qua loa đại khái. Trong căn phòng, sau khi dụng thần thức xem xét, ngoại trừ một cái đan lô trên mặt đất thoáng có linh lực dao động ra, thì không có gì khác dị thường. Sau khi Chu Lâm vào phòng, tay phải hắn lập tức vỗ túi chữ vật, xuất ra ba miếng ngọc giản, theo thứ tự đặt ở dưới đan lô. Sau đó hắn lui ra hai bước, giơ tay đánh ra một đạo linh quang. Lập tức ba miếng ngọc giản cùng lóe ra ánh sáng, rồi cả đan lô chấn động, từ từ chìm xuống dưới ba thốn, chu lâm hít một hơi thật sâu tiến lên nắm lấy đan lô xoay từ trái sang phải nửa vòng trong nháy mắt chính giữa vách tường phía trước bỗng nhiên xuất hiện một chút ánh sáng chút ánh sáng đó nhanh chóng di chuyển kéo ra một cái đuôi thật dài chỉ trong nháy mắt chúng liền hợp lại thành một trận pháp chu lâm lui ra sau vài bước đứng một bên cung kính nói trận pháp này nối liền với một căn phòng bí mật căn phòng đó chính là phòng luyện đan mà sư tôn đa âm thầm chuẩn bị người ngoài cũng không biết mời sư bá vào đệ tử đứng thủ hộ bên ngoài nếu có biến cố gì chắc chắn sẽ sớm bẩm báo vương lâm không có vội bước vào mà nhìn chằm chằm trận pháp trên tường một lúc sau hắn nhíu mày ánh mắt liếc nhìn chu lâm một cái trầm giọng nói sư phụ của ngươi ở trong căn phòng bí mật đó chu lâm đáy lòng thầm than hắn biết đối phương sẽ không tin tưởng do đó từ trong túi chữ vật hắn xuất ra một ngọc giản nói đây là một đạo linh phù mà sư phụ cấp cho đệ tử mời sư bá nhìn xem vương lâm tiếp lấy ngọc giản thần thức đảo qua sau đó liếc mắt nhìn chu lâm một cái không nói hai lời nhấc chân hướng về vách tường đi đến nháy mắt khi thân thể hắn đụng tới vách tường liền lập tức biến mất thần sắc chu lâm vẫn như thường sau khi chậm rãi chuyển động luyện đan lô trận pháp trên vách tường cũng biến mất hắn khoanh chân ngồi xuống mở đan lô cho vào vài vị thảo dược thần thái rất ngưng trọng bắt đầu luyện đan tuy vậy thần thức của hắn vẫn giám sát chặt chẽ bên ngoài căn phòng nếu có sự khác thường, hắn sẽ lập tức thông chi cho sư phụ. Chu Lâm không biết quan hệ giữa sư phụ và Vương Lâm. Nhưng hắn biết hết thảy những cái hiện tại hắn có đều là nhờ Lý Mộ Uyển mang đến. Do đó, chỉ cần là sự tình liên quan đến Lý Mộ Uyển, hắn sẽ đem toàn lực thực hiện. Hắn cũng biết, sư phụ nhất định là đang tiến hành một việc hết sức bí mật. Việc này tất nhiên có quan hệ trực tiếp đến vấn đề song tu vào 20 ngày sau. Một khi bị cuốn vào thì hắn rất có khả năng bị liên lụy khi vương lâm xuất hiện hắn liền thấy được lý mộ uyển trước mắt hắn là một căn phòng bí mật có diện tích cũng không lớn chính giữa gian phòng có một đan đỉnh thật lớn phía trên đan đỉnh có đúc bảy con hắc long lúc này từ trong miệng của bảy con hắc long này không ngừng phun ra khói tím khói tím từ từ bay lên ngưng tụ lại với nhau hình thành nên một quả cầu trong quả cầu đó có một cái đan lô nho nhỏ bên trên có dán một tấm giấy vàng thân ảnh nổi bật của lý mộ uyển lúc này đang nhìn chằm chằm vào đan lô ánh mắt lộ ra vẻ rất khẩn trương. Sau khi thấy Vương Lâm tiến vào, nàng nhẹ giọng nói, phía trên chỗ này chính là quảng trường đại điện của Vân Thiên Tông. Muốn mở phong ấn, cần phải nhờ đến sự trợ giúp của đoạt thiên thất đỉnh của Vân Thiên Tông. Chương 199, giải trừ phong ấn. Lai lịch đoạt thiên thất đỉnh của Vân Thiên Tông rất thần bí. Tục truyền đỉnh này chính là do người sáng lập ra Vân Thiên Tông tự mình đúc nên, sau đó phong ấn tại Vân Thiên Sơn. Lưu lại để đệ tử đời sau nếu có duyên thì tìm ra, theo lẽ thường mà nói vị lão tổ của vân thiên tông dù tu vị có siêu nhiên cũng chỉ là hóa thần kỳ mà thôi dù sao cấp bậc của sở quốc cũng chỉ là tam cấp tu chân quốc do đó đan đỉnh của người này luyện chế dù có chút thần thông thì cũng sẽ không quá mạnh mẽ nhưng uy lực của đoạt thiên đỉnh cũng làm cho người ta có chút khó hiểu nếu dùng hai chữ đoạt thiên để hình dung nó thì cũng vẫn chưa đủ ở trong một điển tịch của vân thiên tông từ xưa truyền lại có một đoạn truyền thuyết Truyền thuyết này kể rằng trên thực tế Đoạt Thiên Cửu Đỉnh chính là vật, mà năm đó Vân Thiên Tông lão tổ trong lúc đi du lịch đã gặp được. Vì thế khi trở về, hắn dựa theo trí nhớ mà đoán tạo thành công. Sở dĩ là thất đỉnh bởi vì với tu vi của thủy tổ, không thể đem toàn bộ những gì trong trí nhớ dung nhập vào một đỉnh. Do đó, hắn phải chia ra làm 7 cái, mới đem toàn bộ ký ức khắc lên. Do đó, mới có Đoạt Thiên Thất Đỉnh. Thực tế, Đoạt Thiên Thất Đỉnh còn có một chỗ thần kỳ đó chính là nó không thể rời khỏi vân thiên sơn một khi rời khỏi nơi này nó lập tức biến thành một đống sắt vụn hiện tượng này cũng làm cho một số cao cấp tu chân quốc tới xem xét nhưng cuối cùng cũng không tìm hiểu được gì hết tuy nhiên cũng vì thế mà từ bỏ ý định chiếm đoạt chuyển thành giúp đỡ do đó vân thiên tông mới có thể phát triển nhanh như thế hiện tại nắm giữ danh hiệu sở quốc đệ nhất tông phái nét mặt của lý mộ uyển rất ngưng trọng nàng ngừng đầu nhìn chằm chằm bảy con hắc long đang phun ra sương mù trên luyện đan lô nhẹ giọng nói phương pháp để mở phong ấn cần phối hợp thật tốt thiên thời địa lợi vào tối nay chính là lúc vân thiên tông luyện đan trên đại điện chúng ta phải nhân lúc đoạt thiên đỉnh luyện đan thì trộm một chút xuống dưới này như vậy liền có thể mở ra phong ấn thần sắc của vương lâm vẫn bình tĩnh đi đến bên người lý mộ uyển cẩn thận nhìn qua đan đỉnh rồi bình thản nói mỗi khi trăng tròn hàng tháng vân thiên tông thì đều luyện đan sao lý mộ uyển gật đầu nhẹ thanh âm ôn hòa dễ nghe lại vang lên phải vào lúc đó, đoạt thiên đỉnh mới phát huy công hiệu cao nhất. Thực tế, chỉ có trưởng lão mới được hưởng đặc quyền mỗi tháng luyện đan một lần bằng đoạt thiên đỉnh. Một số đan dược đặc biệt quý giá đều cần dùng đoạt thiên đỉnh, để luyện chế nhằm tăng phẩm chất và hiệu suất thành công. Vương Lâm hơi gật đầu, quan sát thắt long đỉnh. Hắn nói, đỉnh này cũng là đoạt thiên đỉnh. Lý Mộ Uyển mỉm cười, dịu dàng nói, đỉnh này không phải là đoạt thiên đỉnh, nhưng hiệu quả cũng không khác nhiều lắm. Đan đỉnh này là do Uyển Nhi trong mấy năm ở Vân Thiên Tông, sau khi tìm hiểu về đoạt thiên thất đỉnh lén lút luyện chế mà thành. Nguyên bản tính toán để làm đòn sát thủ tối hậu. Nếu Vân Thiên Tông bắt buộc Uyển Nhi phải làm việc gì đó thì Uyển Nhi sẽ dùng đỉnh này làm vật dẫn, tác động đến đoạt thiên thất đỉnh, khiến khi chúng luyện đan sẽ sinh dị biến, lập tức bị vỡ nát. Đến lúc đó, vô tận linh lực được tích lũy trong đỉnh cả nghìn năm qua sẽ bùng nổ trong nháy mắt. Do đó, sẽ khiến cho mấy tên nguyên anh kỳ của Vân Thiên Tông bận bịu lo lắng tu bổ, không rảnh để đuổi giết Uyển Nhi dù sao thì mấy cái đỉnh này cũng quan trọng hơn tất cả những chuyện khác vương lâm mỉm cười gật đầu không nói ánh mắt hắn vẫn chớp lên nhìn vào đan đỉnh một lúc lâu sau hắn chợt nói ngươi vừa nói rằng trên này chính là đoạt thiên thất đỉnh ở ngoài đại điện hơn nữa còn ẩn chứa ngàn năm linh lực lý mộ uyển ngẩn ra gật đầu nói đúng vậy trong đỉnh ẩn chứa linh lực ngàn năm hơn nữa đó là chưa kể đến trong những năm qua đoạt thiên đỉnh đã được dùng để luyện chế vô số đan dược do đó tự nhiên linh lực trong đỉnh tích lũy được càng nhiều. Ánh mắt Vương Lâm bỗng nhiên sáng lên. Hắn đi vòng quanh Thất Long đỉnh nhìn một chút, tay phải gõ nhẹ vào thân đỉnh. Lập tức trong đỉnh vang lên một tiếng ngân trong trẻo. Hắn vẫn chưa quay đầu lại, nói tiếp, liệu có thể đưa linh lực bên trong Đoạt Thiên đỉnh phía trên xuống đỉnh này được hay không? Lý Mộ Uyển hai mắt mở to, một khắc sau mới có phản ứng. Nàng thất thanh nói, ngươi muốn ở trong đỉnh này tu luyện sao? Vương Lâm xoay người, cười tán thưởng, đúng vậy, nếu là tu luyện trong đỉnh thì tất nhiên sẽ làm ít hưởng nhiều. Tuy vậy, cũng không phải là phân thân này mà là bản tôn cơ. Thần sắc của Lý Mộ Uyển trở nên cổ quái, nhưng đúng lúc này, đột nhiên bảy con hắc long trên đan đỉnh phun ra sương mù dày hơn. Từng làn sương đen được phun ra, dung hợp với nhau cùng một chỗ, gần như hình thành một mảnh mây đen. Bên trong đám mây đen chính là đan lô đang bị phong bế. Trên đan lô lóe ra một tia ánh sáng màu hồng. Cùng lúc đó, Phong ấn không có gió thổi nhưng cũng chậm rãi nhấp nhô lên xuống không ngừng. Lúc này, tại đại điện phía trên căn mật thất, vài vị trưởng lão của Vân Thiên Tông đang ngước nhìn chăm chú lên không trung. Trong lòng ai cũng yên lặng tính toán thời gian. Mấy vị trưởng lão này đều là đan sư của Vân Thiên Tông, trong đó nổi bật nhất chính là Âu Dương Tử, một trong ba vị ngũ phẩm đan sư. Âu Dương Tử nguyên là đại đệ tử thứ nhất của Vân Thiên Nội Tông, đáng nhẽ ra đã là người quản lý nội tông nhưng hắn cam tâm tình nguyện vứt bỏ quyền thế, chuyên tâm vào con đường luyện đan. Niềm đam mê của hắn đối với luyện đan đã đạt đến độ điên cuồng. Hắn không quản đến tu vi, không cần quan tâm đến quyền thế. Có thể nói hắn không thèm để ý chút gì đến vạn thứ trên đời, chấp niệm duy nhất của hắn chính là luyện đan. Mục tiêu của Âu Dương Tử chính là có thể luyện chế ra cửu phẩm thần đan trong truyền thuyết. Chẳng qua mục tiêu của hắn quá mức xa vời, ít có khả năng thành hiện thực. Phải biết rằng dù là Lục cấp tu chân quốc cũng chỉ có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược mà thôi. Mặc dù cá biệt có nhân vật thiên tài thì cùng lắm là chỉ có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược hạ giai mà thôi. Đúng là bởi vì luyện đan khó khăn, nên Vân Thiên Tông mới có thể được cự ma tộc của tứ cấp tu chân quốc che chở. Phải biết rằng, có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đã là cực hạn của tứ cấp tu chân quốc rồi. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của Vân Thiên Tông ở trong cự ma tộc. Thân là ngũ phẩm đan sư, tu vị của Âu Dương Tử đã đạt đến Nguyên Anh Sơ Kỳ. Thực tế, nếu hắn không một lòng luyện đan thì tu vi chắc chắn sẽ đạt đến hậu kỳ, trở thành một trong các vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Tuy tu vi hắn tuy chỉ là Nguyên Anh, Sơ Kỳ nhưng địa vị của hắn vẫn rất cao quý. So với người từ bên ngoài đến như Lý Mộ Uyển thì càng được Vân Thiên Tông tôn. Sùng! Hôm nay, hắn đang chuẩn bị luyện chế một viên ngũ phẩm linh đan. Vì lần luyện đan này hắn đã chuẩn bị mất mấy năm. Lúc này, Ngoài hắn ra thì sáu người khác đều là do hắn gọi đến để luyện chế tế đan. Cái gọi là tế đan chính là phương pháp luyện đan độc đáo do chính Âu Dương Tử nghĩ ra. Trong quan niệm về luyện đan của hắn, luyện chế đan dược vốn là một việc làm nghịch thiên nên phải cần tế phẩm. Việc này cũng giống như nghi thức tế bái thiên địa, chẳng qua là tế phẩm hắn chuẩn bị chính là đan dược mà thôi. Thoạt nhìn mái tóc của Âu Dương Tử đã trắng xóa, làm hắn trông có chút già nua, nhưng hai mắt hắn luôn lóe ra u quang, làm cho khí chất của hắn có chút quỷ dị. Không ai trong sáu luyện đan sư đứng phía sau dám trực tiếp nhìn vào mắt hắn. Phải biết rằng loại u quang này thực tế có khả năng đoạt đi tâm phồn người khác. Nếu áp dụng vào việc luyện đan thì có thể trực tiếp nhìn thấu đan đỉnh, thấy được cả phía trong đó. Việc này có nhất định quan hệ với chuyện năm đó hắn đã ăn một quả U Minh đan. U Minh đan là một loại đan dược quỷ dị. Trong 10 người ăn vào chỉ có một người có thể thành công, nếu thất bại thì kết cục là hai mắt chắc chắn sẽ bị mù. Đan dược ác độc như thế tự nhiên là không tồi nếu thành công hấp thu u minh đan hai mắt sẽ tự động hình thành u minh nhãn trên con đường luyện đan hắn có thể đi đến hôm nay thì u minh nhãn là một nguyên nhân trọng yếu trong đó lúc này âu dương tử mặc một trường bào rộng thùng thình màu cho sau khi ngẩng đầu nhìn trời một lúc lâu hắn nhíu mày quát lão phu luyện đan nghiêm cấm người khác quan khán trưởng môn sư đệ chẳng lẽ ngươi không biết sao phía sau âu dương tử đi ra ba người dẫn đầu đúng là trưởng môn của nội tông vân thiên tông hắn cười xấu hổ nhìn sang hai người kia cười khổ nói các ngươi thấy rồi đó ta đã sớm nói rằng lúc sư huynh ta luyện đan sẽ không cho người người khác quan khán rồi mà dứt lời hắn liền ôm quyền hướng về phía âu dương tử cao giọng nói sư huynh hai vị này chính là khách quý đến từ tam cấp tu chân quốc thiên võ quốc vì hâm mộ danh tiếng của huynh nên có nguyện vọng được quan khán sư huynh luyện đan sư huynh huynh xem hai người phía sau đều có dáng người cao gầy nhưng toàn thân lại tản mắt ra khí tức khổng lồ hiển nhiên tu vi cũng không thấp. Âu Dương Tử nhướng mày, thanh âm lạnh như băng, quát "Cút". Sắc mặt của trưởng môn vẫn như thường, nhưng hai vị khách đến từ Thiên Võ Quốc lập tức biến sắc, trên mặt lộ ra nét cười lạnh. Chẳng qua hai người bọn họ cũng không nổi giận ra mặt, lập tức xoay người bỏ đi. Trưởng môn của Vân Sơn Nội Tông thở dài. Trước đó hắn đã sớm nói rõ với hai vị đến từ Thiên Võ, quốc về thái độ của Âu Dương Tử, nhưng hai người này vẫn cố ý đến quan khán hắn than lên một tiếng, vội đuổi theo bắt chuyện với hai vị sứ giả kia. Dù sao hai người này đến là để mua đan dược, hơn nữa lại ra giá khá cao, làm cho hắn cũng phải động tâm, cho nên hắn cần phải chấn ăn họ một chút. Sau khi ba người rời đi, Âu Dương Tử lại tiếp tục tính toán. Khoảng 10 tức sau, ánh mắt hắn chợt lóe lên, hai tay liên tục kết ấn, thân hình nhảy lên lơ lửng giữa không trung, phân biệt đánh ra bảy đạo linh quyết về phía Đoạt Thiên Thất đỉnh. Bộ quần áo rộng thùng thình của hắn theo gió phồng lên, thoạt nhìn có phần rất khó giải thích sáu luyện đan sư đang đứng dưới mặt đất trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ sùng kính dưới tác dụng của pháp quyết lập tức toàn bộ đoạt thiên thất đỉnh đều chấn động chúng lại bắt đầu di động như bị một bàn tay vô hình từ trên trời cao khuấy động hình thành một vòng tròn trong đó sáu đỉnh vây lấy một đỉnh ở giữa cùng lúc đó trong mật thất phía dưới quảng trường bảy con rồng phía trên đan đỉnh của lý mộ uyển đang luyện chế cũng có cảm ứng phát ra những tiếng rít Lý Mộ Uyển hít một hơi thật sâu, cắn ngón tay, rồi kết ấn, máu tươi hóa thành bảy ký hiệu, lần lượt bay tới phía trên Thất Long đỉnh. Ngay lập tức, bảy con hắc long như sống lại, rít gào, từ trên đan đỉnh bay lên, đan xen với nhau. Thoáng cái, bảy con hắc long lần lượt hóa thành hư ảnh của đan đỉnh, trong đó sáu đỉnh hình thành một vòng tròn lơ lửng giữa không trung, một đỉnh ở trung tâm từ từ trầm xuống, cùng với đan đỉnh do Lý Mộ Uyển luyện chế hòa thành một thể. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, không nói hai lời, tay phải vung lên, đánh ra một đạo vòng tròn tàn ảnh lên mặt đất. Ngay sau đó, hai tay bấm quyết, niệm chú, quát, "Bản Tôn!" Hiện vô thanh vô tức, bản tôn Vương Lâm với cái đầu tóc bạc, giữa mi tâm có một điểm màu tím, lạnh lùng từ vòng tròn tàn ảnh trên mặt đất xuất hiện. Ngay khi hắn xuất hiện, căn mật thất này lập tức giống như rơi vào mùa đông lạnh buốt. Dù là bảy con hắc long hóa thành hư ảnh đan đỉnh ở giữa không trung, cũng không tự chủ được trở nên mơ hồ đi một chút. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn bản tôn Vương Lâm, hai mắt nhớ lại rất nhiều thứ sau đó liền trở nên sáng ngời. Đây mới chính là hình bóng khiến nàng phải chờ đợi trong 200 năm qua. Phân thân so với bản tôn này thật sự thua kém rất nhiều. Sau khi bản tôn xuất hiện, ánh mắt hắn lạnh như băng, đi về phía trước. Lúc tới đan đỉnh trung tâm của mật thất, hắn nghiêng đầu liếc nhìn Lý Mộ Uyển một cái. Lý Mộ Uyển bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn, đáy lòng phát lạnh. Ánh mắt đó vô cùng quen thuộc đối với nàng. Ngay tại khi gặp hắn 200 năm trước, đối phương cũng dùng ánh mắt đó để nhìn nàng tuy hiện tại hàn ý trong mắt hắn so với năm đó đã càng thâm sâu lý mộ uyển hít một hơi thật sâu vội vàng bấm quyết miệng niệm thần chú khống chế nắp đan lô từ từ di động sang bên cạnh bản tôn vương lâm không chút do dự nhảy lên khoanh chân ngồi xuống trong đan đỉnh ngay lúc đó nắp của đan lô đóng lại lúc này ở quảng trường phía trên mật thất hai tay của âu dương tử mở ra trong miệng lẩm bẩm một lúc sau đó, u quang trong mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào cái đỉnh ở giữa. Bỗng nhiên từ trong cái đỉnh đó tản mắt ra một làn khói nồng đậm. Làn khói này phiêu tán, hóa thành một bàn tay lớn màu xanh, nằm ngang. Âu Dương Tử hít một hơi thật sâu, từ một túi chữ vật xuất ra vô số thiên tài địa bảo hiếm thấy, dung nhập vào bàn tay to phía trên kia. Theo đó, bàn tay lớn kia nắm lại, hóa thành một làn khói nhẹ, bay lại vào trong đan đỉnh. Ánh mắt Âu Dương Tử lóe ra, quát: "Tế đan!" chủ tế tứ phẩm yêu huyết đan lời nói vừa dứt lập tức một trong số sáu người đang đứng trên mặt đất tiến lên mấy bước vỗ túi chữ vật từ trong túi chữ vật bay ra một bạch ngọc bình hắn bóp nát sáp phong trên miệng bình sau đó đi tới bên cạnh đan đỉnh thật cẩn thận từ trong bình lấy ra một viên đan dược đỏ như máu đan dược vừa xuất hiện lập tức bốn phía tràn ngập mùi tanh của máu huyết sắc mặt hắn có chút tái nhợt bàn tay cầm đan dược này khẽ run lên nhưng hắn vẫn cắn răng ném yêu huyết đan vào một trong số sáu đan đỉnh bên ngoài. Khi đan dược này vừa tiến nhập, đan đỉnh kia lập tức truyền ra từng trận âm thanh như tiếng gào rít. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu đỏ như máu từ trong đan đỉnh này đột nhiên sông lên cao, tạo thành một cây cột sáng đỏ như máu. Một cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện ở mật thất bên dưới quảng trường. Chỉ thấy một con hắc long hóa thành đan đỉnh bỗng nhiên lóe ra ánh sáng màu đỏ. Ngay sau đó, từ trong đó lao ra một đạo ánh sáng hình trụ màu đỏ. Ngoại trừ sự khác biệt về độ lớn bé nó và cây thông thiên huyết trụ ở quảng trường phía trên hoàn toàn giống nhau ánh mắt vương lâm chớp động quan sát kỹ cảnh tượng trước mắt trầm giọng hỏi đây là phương pháp luyện đan thuật nào ánh mắt lý mộ uyển cũng lộ ra vẻ kính trọng hạ giọng nói đây là tế đan luyện thuật do chính âu dương tử tự nghĩ ra nói một cách đơn giản thì nó là phương pháp luyện chế ngũ phẩm linh đan bằng cách tế luyện nhiều loại tứ phẩm linh đan phương pháp này tuy xác suất thành công cũng không cao nhưng so với phương pháp luyện chế bình thường vẫn cao hơn không ít lúc này phía trên quảng trường ánh mắt âu dương tử lại chớp lên quát thứ tế tứ phẩm la lâm đan trên mặt đất lại có một người đi đến bên cạnh đan đỉnh từ túi chữ vật trân trọng xuất ra một quả đan dược màu xanh lam cẩn thận đặt ở trong vòng đan đỉnh lập tức một đạo cột sáng màu lam xuất hiện bên trong đan đỉnh sau đó âu dương tử liên tục tế xuất ra bốn viên tứ phẩm đan dược khác sáu đạo ánh sáng có màu sắc khác nhau từ trong sáu đan đỉnh xuất hiện dù là ở bên ngoài Vân Thiên Sơn cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, đáy lòng Âu Dương Tử có chút khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm vào đan lô ở trung tâm. Trong miệng hắn thì thào lẩm bẩm, nhất định phải thành, nhất định phải thành. Nếu lần này mà thành công, trong tay lão phu sẽ có 3 viên ngũ phẩm đan dược, cùng với 3 viên còn lại của bổn tông là đã có 6 viên. Đến lúc đó, lão phu lấy ngũ phẩm đan dược tế hiến, có thể hợp nhất một lần, thử luyện chế ra lục phẩm linh đan. Hai mắt hắn lóe ra u quang, nhìn chằm chằm vào đan đỉnh ở trung tâm. Sau khi thở ra một hơi, hắn cắn răng quát lớn, "Sáu người các ngươi, bắt đầu tế luyện." Trên mặt sáu luyện đan sư kia đều lộ ra vẻ kích động. Nếu lần này luyện đan thành công, thì sáu người có thể thấy được ngũ phẩm linh đan. Loại vinh quang này chính là thứ cả đời luyện đan sư theo đuổi. Thân mình của sáu người lần lượt nhảy lên, phân biệt ngồi khoanh chân ở trên sáu cái đan đỉnh. Lúc này, toàn bộ thân thể họ dung nhập vào bên trong sáu đạo quang trụ hai tay bấm quyết niệm thần chú liên tục thúc giục linh lực trong cơ thể âu dương tử không có nửa điểm do dự thân mình chậm rãi hạ xuống cuối cùng khoanh chân ngồi lơ lửng bên trên đan đỉnh trung tâm nhắm hai mắt lại không nói lời nào tại thời khắc đó ở bên trong mật thất dưới quảng trường mấy cái đan đỉnh do hắc long hóa thành cũng giống như trên quảng trường đều lóe ra sáu cột ánh sáng có màu sắc khác nhau tại bên trong cột ánh sáng còn có đan lô bị phong ấn dưới luyện đan lô chính là đan đỉnh do lý mộ uyển chế tác Bên trong đan đỉnh có bản tôn của Vương Lâm. Mặc dù bản tôn đang ở trong đan đỉnh nhưng cũng không có hấp thu một chút linh lực. Toàn bộ chuẩn bị lúc này là nhằm mở ra phong ấn, còn về phần hấp thu linh lực thì để sau khi mở phong ấn ra cũng chưa muộn. Vẻ mặt của Lý Mộ Uyển ngưng trọng, hai tay nàng nhanh chóng biến hóa, pháp quyết đánh về phía sáu đạo cột sáng. Ngay sau đó, trên sáu đạo cột sáng tỏa ra vô số sợi tơ. Những sợi tơ đó chậm rãi kéo dài, cuối cùng toàn bộ đều dính vào đan lô đang bị phong ấn phía trên một chút linh lực do đan tế tứ phẩm linh đan bị lý mộ uyển dùng phương pháp này ăn trộm tới để sử dụng phương pháp mở ra phong ấn cần phải thực hiện ở nơi có cực kỳ đầy đủ linh khí trên thực tế phương pháp lý mộ uyển nắm được để mở ra phong ấn chỉ có hai yêu cầu về địa lợi đó chính là chẳng những phải tìm được nơi có linh khí sung túc hơn nữa phải là nơi vô căn điểm này âu dương tử đã giúp nàng giải quyết hiện tại chỉ cần chờ đợi thời gian để giải trừ phong ấn này nữa là xong ngoại trừ địa lợi thì điểm mấu chốt thứ hai chính là thiên thời thiên thời chính là phải xác định được thời điểm lúc trước phong ấn chỉ có thể ở cùng một thời điểm thì mới phù hợp để giải trừ thời gian tiến hành sai khác càng nhỏ thì tỷ lệ phá hỏng đan dược lại càng bé ngược lại nếu là lệch quá lớn thì khả năng đan dược bị hủy càng lớn những điều này dưới sự giảng giải của lý mộ uyển vương lâm đã biết rõ vấn đề hiện tại chính là thời điểm trước đó khi phong ấn là lúc nào lý mộ uyển đã tra tìm trong rất nhiều điển tịch cuối cùng đã tìm ra thời gian đó chính là âm khi âm khắc cái gọi là âm khi chính là vào giờ tí cái gọi là âm khắc chính là lúc canh ba như vậy thời điểm chính là canh ba giờ tí đây chính là thời điểm mở phong ấn tốt nhất phải biết rằng bất kể là luyện đan hay phong đan thì đều phải chọn lựa thời điểm âm dương phân ly đương nhiên loại chú ý đặc biệt khi luyện đan này chỉ áp dụng khi luyện chế những đan dược đặc biệt quý báu nếu là những đan dược bình thường thì không có gì cần phải chọn thời điểm đó làm cái gì. Chẳng qua suy đoán này cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Thực tế có một số luyện đan sư, để phòng ngừa có kẻ trộm đi đan lô bị phong ấn, nên cố ý thay đổi thời gian phong đan. Như vậy, dù cho đối phương chiếm được đan lô, nếu không biết chính xác về thời gian, thì rốt cục cũng không có cách nào đoạt được đan dược bên trong đan lô. Phương pháp mà Lý Mộ Uyển tìm được dùng cách sử dụng linh lực mạnh mẽ tấn công để giải quyết vấn đề này. Lấy phẩm chất đan dược có chút giảm xuống để thúc dục đan lô, khiến cho phong ấn bị giải. Như vậy, chỉ cần thời gian không sai khác nhiều lắm là có thể mở đan lô ra một cách chắc chắn. Độ hư hao của đan dược so với cách mở ra bình thường thì cũng giảm xuống rất nhiều. Chẳng qua nếu thời gian lệch quá lớn thì vẫn có thể khiến cho đan dược hóa thành phế đan. Bởi vì có đan đỉnh cho nên xác suất thành công trong lần luyện đan này của Âu Dương Tử sẽ không cao. Dựa theo những hiểu biết của ta với hắn thì hắn rất có thể sẽ thi triển huyết tế. Sau khi thi triển huyết tế thì linh lực sẽ lại cao hơn đó chính là thời khắc tấn công đan lô thần thái của lý mộ uyển ngưng trong khẽ nói với vương lâm thời gian chậm rãi trôi qua lúc này ở quảng trường bên trên âu dương tử mở ra hai mắt hắn có thể cảm giác được không hiểu vì sao mà linh lực bốn phía đang giảm bớt nhanh chóng như vậy căn bản là không đủ để hoàn thành luyện chế ngũ phẩm đan loại chuyện này đây là lần đầu tiên hắn gặp phải trước đây cũng chưa từng xuất hiện lần nào lúc này chính là thời khắc quan trọng hắn không chịu từ bỏ trong mắt hàn măng lóe lên thấp giọng quát huyết tế sáu vị đan sư ở trong sáu cột sáng đều khẽ biến sắc nhưng rất nhanh trong mắt lộ ra vẻ kiên định không chút do dự đều tự bạo nội đan của chính mình những tiếng nổ băng băng liên tiếp nhau một mảnh xương máu lập tức tràn ngập cả quảng trường ngay sau đó linh lực lập tức cùng loạn toàn bộ linh lực trong quảng trường bỗng nhiên đạt đến cực độ ánh mắt âu dương tử chợt lóe lên hai tay hắn lập tức kết ấn trong hư không đan đỉnh bên dưới hắn giống như một lốc xoáy điên cuồng hấp thu linh lực từ bốn phía lúc này sáu cột sáng kia cũng biến đổi tất cả đều hướng về phía đan đỉnh ở trung tâm lao đến vẻ mặt của âu dương tử càng thêm ngưng trọng lúc này đây hắn quyết không cho phép một chút sai lầm nào xuất hiện thành bại chính là ở thời khắc này trước đây hắn đã thất bại rất nhiều lần lần này nếu không thành công hắn quyết không buông tay tại thời khắc này trong mật thất bên dưới tay phải của lý mộ uyển điểm lên mi tâm lập tức trong miệng phun ra một ngụm đan huyết sau khi tinh huyết xuất hiện bên trên sáu đan đỉnh ở giữa không trung lập tức tất cả các đan đỉnh trở nên chấn động những cột sáng phát ra lập tức tán loạn hóa thành nhiều điểm ánh sáng đủ mọi màu sắc đều điên cuồng hướng về đan lô lao đến trên đan lô lóe ra ánh sáng bảy màu nháy mắt khi linh lực xuất hiện phong ấn từ từ cuộn lại chậm rãi từ đan lô bóc ra rơi xuống cùng lúc đó trong đan lô phát ra một luồng linh áp như thiên uy Đan lô vang lên một tiếng nổ rồi vỡ nát. Một viên đan dược màu xanh to như lòng nhãn xuất hiện. Nhưng vào lúc này, những tiếng lách tách vang lên. Trên viên đan dược màu xanh này chỉ thấy từng đạo vết nứt nhanh chóng xuất hiện. Thất phẩm linh đan? Lý Mộ Uyển trợn tròn hai mắt. Mặc dù trong lòng nàng đã có chút dự liệu nhưng nàng vẫn không kìm nổi phải kêu lên. Chương 200: Kết anh. Không đúng, nếu là thất phẩm linh đan thì phải có dị tượng xuất hiện, nhưng hiện tại sao lại không có chút dị tượng nào cả? Lý Mộ Uyển nhìn chằm chằm vào viên linh đan, ánh mắt không chuyển, lẩm bẩm nói. Tay Vương Lâm vung lên chộp một cái, lập tức viên linh đan chuyển động, bay tới trong tay hắn. Hắn lấy hai ngón tay kẹp lấy đan dược, ngưng thần nhìn kỹ. Viên đan dược phát ra ánh sáng màu xanh, từ những khe nhỏ trên mặt ngoài tỏa ra từng luồng linh lực. Lúc này, cả mật thất đã bị bao phủ bởi một tầng linh lực nồng đậm đến độ khó có thể tưởng được. Đây là thất phẩm linh đan ư? Vương Lâm nhìn sang Lý Mộ Uyển nói. Lý Mộ Uyển tiến lên vài bước, đứng bên cạnh Vương Lâm. Nàng nhìn kỹ đan dược trong tay hắn vài lần, thở dài nói, chính xác mà nói, viên này chỉ thuộc loại ngụy thất phẩm đan dược mà thôi, thực tế là lục phần thượng giai linh đan. Thời điểm chúng ta mở ra đan phong có lẽ lệch một chút, nên làm cho đan dược bị vỡ, phẩm chất bị giảm xuống. Nếu được mở đúng cách thì phẩm chất chắc chắn sẽ đạt từ thất phẩm trở lên. Kỳ Hoàng môn chính là một tông phái của tứ cấp thu chân quốc, tất nhiên có thể luyện chế ra một viên thất phẩm thượng giai linh đan, sau đó chứa đựng trong phong ấn dựa theo phẩm chất của đan dược này mà nói thì sợ rằng nó cũng đã có mấy ngàn năm tuổi rồi ánh mắt vương lâm chớp lên nhìn chằm chằm vào viên đan dược này nói ngươi có biết đan dược này không lý mộ uyển trầm tư một chút đôi mắt đẹp của nàng sáng lên nói kiếm tẩu thiên phong của kỳ hoàng môn có ba loại đan dược nổi danh nhất nếu uyển nhi đoán không lầm thì đan dược này chính là thanh vân đan nghe đồn nó có công hiệu rất thần bí khó lường đột phá kết đan kỳ hẳn là không có vấn đề gì Vương Lâm trầm ngâm một chút, sau khi thu lấy đan dược, nhìn sang Lý Mộ Uyển nói, chờ ta. Lý Mộ Uyển khẽ gật đầu, hai mắt lộ ra một tia nhu tình, nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm, dù là thất bại cũng không sao cả. Uyển Nhi có đan đỉnh này, trợ giúp thì sẽ có thể khiến đoạt thiên thất đỉnh của Vân Thiên Tông bị phá hủy. Đến lúc đó, bọn họ tất nhiên sẽ không dành để quản chúng ta. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên một chút lạnh lẽo, bình thản nói, sẽ không phải phiền toái như thế đâu dứt lời hắn quay đầu liếc nhìn đan đỉnh một cái rồi không nói hai lời khoanh chân ngồi xuống tay phải điểm vào mi tâm lập tức cả người biến mất tại chỗ lý mộ uyển cắn môi một cái nếu nàng vắng mặt thời gian quá dài tất nhiên sẽ khiến có kẻ nghi ngờ sau khi trầm ngâm một chút tay phải nàng vung lên lập tức có một trận pháp xuất hiện trên vách tường thân thể mềm mại của lý mộ uyển tiến vào rồi biến mất khỏi căn mật thất giờ khắc này tại quảng trường phía trên mật thất Quá trình luyện đan của Âu Dương Tử đã đến giai đoạn căng thẳng nhất. Hai mắt hắn lóe ra quang mang hưng phấn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Hồi lâu sau, hắn khẽ quát một tiếng, cả người bay lên, vung hai tay ấn xuống phía dưới. Lập tức đan đỉnh chấn động. Vào giờ khắc này, phong vân đột nhiên biến sắc. Nguyên bản bầu trời đang tối đen bỗng nhiên sáng ngời. Chỉ thấy một viên đan dược lóe ra ánh sáng màu vàng, chậm chậm nổi lên từ trong đan đỉnh, càng lúc càng cao phía sau xung quanh đan dược lộ ra thân ảnh của sáu du hồn chúng rõ ràng chính là sáu vị luyện đan sư lúc trước bọn họ cứ quanh quẩn bên cạnh đan dược thần thái của âu dương tử ngưng trọng ôm quyền cao giọng nói sáu vị đạo hữu viên đan dược này được các vị tương trợ mà luyện thành từ nay về sau nó có tên là lục đạo linh đan lão phu sẽ dùng nó để tế bái các vị lời này vừa dứt trên mặt một đám du hồn này lộ ra vẻ mặt vui mừng sau khi Lưu Luyến nhìn viên đan dược một lúc, chúng đều lần lượt tiêu tán. Cùng lúc đó, đan dược chậm rãi hạ xuống, bị Âu Dương Tử giữ lại trong tay. Thần sắc hắn vẫn như thường nhưng nội tâm thì rất hưng phấn, thầm nhủ, ta đã thành công. Như vậy, lão phu đã có thể thử nghiệm luyện chế lục phẩm linh đan được rồi. Lại nói tới Vương Lâm, lúc này, hắn khoanh chân ngồi trong không gian nghịch thiên, tay hắn mân mê viên đan dược màu xanh, ánh mắt lộ ra chút do dự. Một lúc sau ánh mắt hắn trở nên kiên định không nói hai lời, ném viên đan dược vào trong miệng. Sau khi vào miệng, đan dược lập tức hóa thành một đạo linh lực màu xanh, nhanh chóng chảy vào trong cơ thể hắn. Vương Lâm điên cuồng vận chuyển cổ thần quyết nhằm cắn nuốt nguồn linh lực vô tận đó. Cùng lúc đó, kim đan của Vương Lâm chuyển động rất nhanh, tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Dần dần, một tia linh lực màu tím xuất hiện bên trong kim đan. Theo thời gian, số lượng các sợi linh lực ngày một nhiều, tu vi của Vương Lâm trong nháy mắt cũng đạt đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn nhưng tu vi của hắn vẫn còn không ngừng tăng lên, kim đan không ngừng bành trướng. Dần dần, một giọt chất lỏng màu vàng từ trong kim đan rỉ ra, giống như nó bắt đầu bị hòa tan vậy. Thân thể vương lâm trong nháy mắt đã trở nên trong suốt, có thể nhìn thấy hết thảy những biến hóa bên trong. Tâm tư của vương lâm lúc này rất bình tĩnh, không chút sợ hãi. Hắn chú tâm ngồi xuống, chờ đợi thời điểm kết anh. Khi kim đan hoàn toàn hòa tan, chính là lúc kết anh. Thời điểm kết anh, vương lâm đã chờ đợi không biết bao nhiêu năm. Thực tế mà nói, tốc độ tu luyện của hắn trong tu chân giới cũng chưa phải là nhanh nhất nhưng cũng không phải là dài nhất. Đối với Vương Lâm, ý nghĩa của kết anh hoàn toàn khác với những người khác. Một khi hắn có thể kết anh thành công, đồng nghĩa đã thành công bước đầu tiên của kế hoạch. Bước thứ hai chính là đem phân thân và bản tôn dung hợp lại với nhau cùng một chỗ. Dựa theo sự dung hợp này, sẽ khiến bản tôn cũng có thể kết anh. Một khi bản tôn có thể kết anh thì cực cảnh thần thức cũng đột phá lần đầu tiên. Nếu thật sự thành công, như vậy hắn chính là đệ nhất nhân ở sở quốc, thậm chí ở Tu Ma Hải, hắn cũng có thể yên ổn mà sống, đồng thời có vốn để tranh đấu với Hóa Thần Kỳ tu sĩ. Mà tối quan trọng chính là hắn có đủ thực lực để trở về Triệu Quốc báo thù. Thù hận của Vương Lâm đối với tên đằng Hóa Nguyên đó đã tích lũy hơn 400 năm. Mối thù đó đã không thể hình dung được nữa, cũng không có kẻ nào có thể ngăn cản hắn được. Kẻ nào ngăn cản, hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá bằng máu. Bao nhiêu năm đã qua, Vương Lâm không biết tu vị của Đằng Hóa Nguyên đã đạt đến cảnh giới nào rồi, nhưng bất kể ra sao, một khi bản tôn của Vương Lâm có thể thành công kết anh thì chỉ cần Đằng Hóa Nguyên chưa đạt đến Hóa Thần kỳ kết cục của hắn cũng không thể thay đổi được. Vương Lâm cũng không tin tưởng rằng, với thời gian 400 năm, có thể khiến một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đột phá đến Hóa Thần kỳ. Phải biết rằng, từ Nguyên Anh kỳ trở lên, mỗi một cảnh giới nhỏ cũng đã rất khó tiến triển tu chân giới chính là một tòa tháp hình thang càng là lên trên số lượng người lại càng thưa thớt trong bảy cảnh giới ngưng khí trúc cơ kết đan nguyên anh hóa thần anh biến vấn đỉnh thì nguyên anh giống như một đường danh giới nếu có thể đạt đến nguyên anh liền đại biểu cho một tu sĩ đã bước vào cánh cửa chân chính của tu chân giới trở thành một cường giả ngoại trừ để báo thù thì còn một nguyên nhân quan trọng nữa thúc giục hắn phải không ngừng tu luyện đó chính là cảm giác nguy hiểm xuất phát từ nam tử tóc dài trong cổ thần chi địa. Hắn tin tưởng rằng, lấy thiên tư xuất chúng có một không hai của người đó, hắn tất nhiên có thể sẽ nghĩ ra phương pháp rời khỏi cổ thần chi địa. Như vậy, một khi thoát khỏi nơi đó, người mà hắn tìm kiếm đầu tiên chắc chắn chính là Vương Lâm. Sau khi dung hợp với ký ức truyền thừa của cổ thần, Vương Lâm cảm giác được chính hắn mỗi ngày đều đang lột xác. Loại biến hóa này chủ yếu là diễn ra với tâm thần. Hắn cảm giác được bản thân mình đang dần dần vượt quá giới hạn, hướng lên một mức độ cao hơn trước khi chưa bước vào tu chân giấc mơ lớn nhất của vương lâm chính là thi đỗ sau đó có thể khiến cho cha mẹ hắn sống tốt hơn khi tứ thúc mang cánh cửa tu chân đến đã mở ra một con đường mới cho hắn khi đó hắn cho rằng thị trấn ở ngoài thôn đã là thành trì lớn nhất về phần thành đô của hoàng đế phàm nhân hắn cũng ít khi dám tưởng tượng mà cũng chưa từng được đến đó khi mới bước vào tu chân giới giấc mộng công danh của hắn đã chuyển thành tiên nhân cùng lúc đó hắn biết triệu quốc chẳng qua chỉ là một vùng đất bé nhỏ trên thế giới này mà thôi những quốc gia giống như triệu quốc thì chỗ nào cũng có sau khi trải qua những biến cố to lớn vương lâm không ngừng thúc giục chính bản thân mình nghĩ mọi biện pháp để có thể tăng nhanh tu vi mục đích của hắn chính là quay về triệu quốc giết chết đằng hóa nguyên báo thù rửa hận đi qua nhiều quốc gia vương lâm đã hiểu biết thêm rất nhiều cũng đã mở rộng tầm mắt hắn biết hắn đang ở chu thức tinh cầu triệu quốc chẳng qua chỉ là một tam cấp tu chân quốc mà thôi trên nó còn có tứ cấp ngũ cấp thậm chí là lục cấp tu chân quốc chu tước quốc hắn biết rằng thực tế kẻ thống trị cao nhất ở chu tước tinh cầu chính là chu tước quốc sau khi hắn đạt được truyền thừa của cổ thần tâm thần hắn một lần nữa bị trùng kích trong bầu trời mênh mông đầy sao kia thật sự có rất rất nhiều tinh cầu giống như chu tước tinh lực lượng của cổ thần cực lớn tùy ý có thể hủy diệt một tinh cầu khiến hắn vô cùng hâm mộ và ao ước trong khoảnh khắc tâm thế của vương lâm lại nhanh chóng lột xác giấc mộng của hắn lại được đề cao, không ngừng theo đuổi tu vi, khiến cho bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có như thế mới có thể sinh tồn tại tu chân giới này được. Có thể nói, tâm tính của Vương Lâm rốt cục cũng thoát ly ra khỏi thù hận. Hắn không chỉ vì báo thù mà tu luyện, mà còn vì theo đuổi giấc mộng của bản thân, không cam lòng bị người khác dẫm đạp lên. Hắn muốn tâm tính đạt đến cực hạn của cường giả. Bất cứ một cường giả nào đều cần có tâm tính này, hơn nữa còn cần một quyết tâm kiên định. 10 ngày sau, vương lâm từ trong nghịch thiên không gian đi ra thân hình hắn vừa mới hiện ra liền lập tức hợp nhất với bản tôn bên trong đan đỉnh cùng lúc đó phía trên quảng trường linh lực của đoạt thiên thất đỉnh cũng vô thanh vô tức chậm rãi tiến vào trong cơ thể của vương lâm bản tôn và phân thân chính là đang tiến hành bước dung hợp cuối cùng quyết không thể xuất hiện nửa điểm sai sót nếu không sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ lúc này trong lòng vương lâm không chút sợ hãi hắn chìm đắm trong việc dung hợp giữa bản tôn và phân thân thời gian chậm rãi trôi qua trong cơ thể của vương lâm ngoại trừ cực cảnh tu vi gây cản trở việc tu luyện thì còn có một sợi tơ thiên kiếp cuối cùng có thể thành công hay không cũng không một kẻ nào có thể biết trước được hết thảy chỉ có thể chờ đợi sự lựa chọn của vận mệnh tức là chờ lão tác giả bên trong đoạt thiên thất đỉnh trên quảng trường chứa đựng linh lực tích lũy cả ngàn năm dưới phương pháp này không ngừng đem chỗ linh lực đó chuyển vào trong cơ thể của vương lâm cổ thần quyết điên cuồng vận chuyển giống như một hắc động hung hăng đem tất cả linh lực đều cắn nuốt nháy mắt khi phân thân và bản tôn dung hợp cổ thần quyết cũng đang tiến hành biến hóa tầng thứ nhất của cổ thần quyết chỉ có thể hình dung bằng hai chữ thôn phệ mà tầng thứ hai chính là hấp thu thôn phệ và hấp thu chính là hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau thôn phệ chính là đem tất cả linh lực tiến vào trong cơ thể của vương lâm bất kể linh lực có thuộc tính như thế nào đều bị cổ thần quyết thôn phệ chuyển hóa thành linh lực phù hợp với tu luyện của hắn đây là cảnh giới bị động mà hấp thu chính là cảnh giới chủ động một cảnh giới cường đại có thể hấp thu tu vi của cả người khác. Thực tế, sự cường đại của cổ thần tộc hoàn toàn là dựa vào kế thừa cổ thần quyết. Mỗi một vị cổ thần sau khi thức tỉnh, trong đầu đều đã tự nhiên truyền thừa công pháp cổ thần quyết. Thân là cổ thần, chỉ khi có thể đem cổ thần quyết tu luyện đạt, đến tầng thứ hai mới chân chính có thể nắm giữ lực công kích mạnh mẽ. Lấy thân thể của cổ thần thi triển công pháp tầng thứ hai, thì có thể hấp thu bất kỳ linh lực nào tồn tại, trong phạm vi vô cùng lớn vào trong cơ thể sau đó lại sử dụng tầng thứ nhất thôn phệ tiêu hóa, do đó hình thành một vòng tuần hoàn. Chẳng qua cổ thần quyết cũng là công pháp của cổ thần tộc, nếu Vương Lâm có được truyền thừa lực lượng, như vậy tự nhiên có thể tu luyện đến tầng thứ hai. Nhưng hiện tại, với thân thể của phàm nhân như hắn, muốn đạt đến cảnh giới hấp thu này thật sự quá mức khó khăn. Cổ thần quyết mặc dù có chút biến hóa, nhưng loại thay đổi này, nếu đem so sánh với tầng thứ hai chân chính thì thật sự quá nhỏ bé, không đáng kể. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã đến ngày cử hành xong tu điển lễ của Lý Mộ Uyển và Tôn Trấn Vĩ. Hôm nay, trên toàn bộ Vân Thiên Tông tràn ngập một bầu không khí vui mừng. Bầu trời ngàn dặm không một gợn mây, chỉ có duy nhất một màu xanh lam. Tuy nhiên, thi thoảng lại có những đạo kiếm quang, từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bay đến Vân Thiên Sơn. Gần như tất cả các môn phái, tu chân gia tộc trong sở quốc đều phái người đến đây. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là trưởng môn hoặc là thủ đồ tự thân đến khí thế bậc này cũng chỉ có vân thiên tông mới có thể có được nếu là một môn phái khác đều không thể có được điều đó bởi vì có rất nhiều người đến nơi này nên vân thiên tông mở rộng sơn môn đặt toàn bộ vân thiên sơn đều nằm trong phạm vi của hộ sơn đại trận ngoài ra còn phái vô số đệ tử ngoại tông tuần tra ở những nơi quan trọng đồng thời đảm nhận nhiệm vụ nghênh đón khách khứa phải biết rằng địa vị của lý mộ uyển ở vân thiên tông rất siêu nhiên dù sao nàng cũng là một trong ba vị ngũ phẩm đan sư còn thanh danh của Tôn Chấn Vĩ ở bên ngoài cũng rất cao. Phụ thân hắn chính là một trong ngoại tông trưởng lão, tu vi đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đại viên mãn. Lão được dự đoán chính là người có khả năng cao nhất có thể tiến vào hậu kỳ, trong 100 năm tới trở thành một trong những vị lão tổ của Vân Thiên Tông. Ngoài ra, Tôn Chấn Vĩ cũng là sự kỳ vọng của ngoại tông, chỉ đợi tu vi hắn đạt đến cảnh giới Nguyên Anh, kỳ thì sẽ được bổ nhiệm một loạt chức vụ. Thực tế, hắn đã được ngầm lựa chọn là một trong những người có khả năng tiếp quản chức vụ tông chủ của ngoại tông. Nếu phụ thân của hắn có thể trở thành lão tổ, thì hắn chắc chắn chỉ còn chuẩn bị mà tiếp nhận chức ngoại tông tông chủ nữa mà thôi. Nếu không, hắn cũng không có được khả năng song tu với Lý Mộ Uyển. Song tu điển lễ hôm nay, ngoài ý nghĩa kéo Lý Mộ Uyển gắn bó chặt chẽ hơn với Vân Thiên Tông, ngoại tông còn nhân cơ hội này nâng cao địa vị của Tôn Trấn Vĩ lên, chuẩn bị cho hắn có thể tiếp quản chức tông chủ sau này. Việc này tất cả đại diện của các môn phái đều hiểu rõ. Lần song tu này có thể xem như một điểm giao nhau giữa nội, và ngoại tông của Vân Thiên Tông. Dù sao, Vân Thiên Tông chia làm ngoại và nội tông. Trong đó nội tông luyện đan, ngoại tông tu đạo. Hai tông luôn hợp tác với nhau mới có thể tạo ra địa vị của Vân Thiên Tông, như hiện tại. Tôn Trấn Vĩ mặc một áo dài màu đỏ, thân hình cao lớn, dáng vẻ ôn hòa. Thoáng nhìn hắn cũng có một chút anh Tuấn. Sau khi xuất hiện cùng với nội, ngoại tông chủ và mấy vị trưởng lão, hắn liền đứng ở bên ngoài đại điện nghênh đón khách quý tuy khuôn mặt hắn luôn mang theo vẻ tươi cười nhưng khoái mắt trước sau vẫn hay giật giật. Thực tế, càng gần ngày cử hành điển lễ, hắn càng lo lắng, có cảm giác như đại họa sắp ập đến đầu. Loại cảm giác này khiến hắn thấy thật nực cười. Nếu là một ngày khác còn có thể. Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại của Vân Thiên Tông, gần như toàn bộ các vị lão tổ của Vân Thiên Tông đều xuất quan đi ra. Nếu hôm nay có kẻ dám đến nơi này, quấy rối thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Trừ khi tu vi của đối phương đạt đến hóa thần kỳ, nhưng lấy thân phận của hóa thần kỳ tu sĩ tất nhiên sẽ không đến quấy rối Vân Thiên Tông. Hơn nữa sau lưng Vân Thiên Tông còn có cự ma tộc, bất cứ một hóa thần kỳ tu sĩ nào đều phải cố kỵ vài phần. Như vậy, Tôn Trấn Vĩ hầu như không tìm được lý do nào để khiến cho hắn phải lo lắng. Hắn âm thầm cười khổ, khi thấy bản thân đã lo nghĩ quá nhiều. Chẳng qua, tuy đã tự nhủ, như thế nhưng trong đầu hắn đôi lúc vẫn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của người kia. Lúc này, ở trước mặt Tôn Trấn Vĩ là một lão già mặc áo xám, sau khi Liếc nhìn Tôn Chấn Vĩ một cái, bước chân của lão liền chậm lại, đợi Tôn Chấn Vĩ đến gần thì trầm giọng nói, "Chấn Vĩ, không nên suy nghĩ nhiều, nếu kẻ quen biết với Lý Mộ Uyển kia hôm nay dám đến đây, vi phụ sẽ làm cho hắn có chạy đằng trời cũng không thoát được. Mặc dù tu vi của hắn có thông thiên cũng chẳng thể làm gì được. Việc này ta đã bàn bạc với tông chủ, con cứ yên tâm đi." Giọng điệu của lão già này bình thản nhưng ẩn chứa một sự tự tin. Đây chính là phụ thân của Tôn Chấn Vĩ, cũng là một trong số ngoại tông trưởng lão. Tôn Trấn Vĩ vội vàng cung kính vâng lời. Đối với sự tình liên quan đến Vương Lâm, hắn có thể che giấu với bất cứ kẻ nào nhưng không nửa điểm giấu. Diếm phụ thân hắn. Điều này từ lâu đã trở thành thói quen của hắn. Lúc này, nghe thấy tông chủ cũng tham dự vào việc này, nội tâm hắn đã ổn định. ngẩng đầu nhìn lại về một chỗ, lão già đầu bạc, ngồi song song với nội tông tông chủ, cũng quay đầu nhìn hắn mỉm cười. Người này đúng là vân thiên ngoại tông tông chủ liễu phỉ, tu vi thần bí khó lường, nghe đồn hắn đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ tuy nhiên hắn tu luyện một loại công pháp thần bí có thể che giấu tu vi bản thân trừ phi tu vi cao hơn hắn một bậc nếu không sẽ rất khó có thể nhìn thấu bên cạnh lão giả đầu bạc là nội tông tông chủ tống thanh những người phía sau hắn nếu nhìn kỹ có thể thấy rằng tu vi của họ cao thấp khác nhau nhưng mỗi một người trong số đó xét trên từng phương diện nếu đặt ở bất cứ môn phái nào khác đều có thể đạt được thân phân cao quý nhất là thủ tịch đan sư trưởng môn hạo nhiên tông ti mã, trưởng lão từ ly đến. Từ phương xa truyền đến một âm thanh kéo dài. Thanh âm vang vọng trên vân thiên sơn mạch truyền ra xa. Cùng lúc đó, hai đạo cầu vòng phá không mà đến, dừng ở bên ngoài đại điện. Sau đó lộ ra thân ảnh của hai người. Một người trong đó mặc áo màu tím, khuôn mặt hàn sâu dấu vết của thời gian. Người này chính là trưởng môn của hạo nhiên tông tư Mã Vân Nam. Sau khi hiện thân, hắn lập tức cười lớn, ôm quyền nói, Tống Huynh, Liễu Huynh, chúc mừng, bên người hắn là Từ Ly, mặc trang phục màu xanh. Lấy thân phận của hắn, lúc này đương nhiên không thể mở miệng, chỉ mỉm cười ôm quyền mà thôi. Ngoại tông tông chủ liễu phỉ cười dài một tiếng, bước lên vài bước, cũng ôm quyền nói, từ mã đạo hữu. Thoáng cái mà đã 10 năm chúng ta không gặp nhau. Nếu hôm nay không phải bản tông phát ra thiệp mời, sợ rằng rất khó có thể mời ngươi đến đây. Nội tông trưởng môn tống thanh cũng vuốt râu ở bên cạnh cười nói, từ mã lão nhi, Lần trước ngươi đáp ứng cho ta một gốc chu quả ngàn năm, hôm nay có mang đến không đây?" Tư Mã Vân Nam cười nói, hai người vị tất phải làm khó ta ngay như thế chứ. "Thôi, đáng khen cho trí nhớ của ngươi, ta đã mang chu quả đến đây, nhưng ta cũng có một đứa đồ tôn đang sắp kết đan, ngươi phải cấp cho ta 180 viên đan dược, nếu không chu quả này ta cũng không cấp cho ngươi đâu." Ba người cười lớn, lại nói thêm mấy câu với nhau. Sau đó Liễu Phỉ vung tay lên, Tôn Chấn Vĩ lập tức tiến lên dẫn từ Mã Vân Nam và Từ Ly đi vào đại điện. Từ Mã Vân Nam cẩn thận đánh giá Tôn Chấn Vĩ một lúc, cười nói, quả nhiên là một nhân tài. Tu Vi dĩ nhiên đã đạt tới ngưỡng cửa kết anh. Không đến trăm năm, Vân Thiên Tông lại có thêm một vị nguyên anh kỳ cao thủ. Được, Tôn Trấn Vĩ cười nhã nhặn, cung kính nói, đa tạ tiền bối tán thưởng, vãn bối thật không dám nhận. Từ Mã Vân Nam gật gật đầu, cùng với Từ Ly đi vào đại điện. Bên trong đại điện có kê nhiều án kỷ bên trên có rượu ngon tiên quả lúc này trong điện đã có không ít người đến từ các môn phái khác nhau đang nhẹ giọng nói chuyện với nhau sau khi tư mã vân nam tiến vào lại nổi lên một trận vui vẻ đi cùng một lúc tôn trấn vĩ lui lại phía sau rời khỏi đại điện đợi sau khi hắn rời khỏi tư mã vân nam và tử ly ngồi ở một chỗ án kỷ hai người nhìn vào mắt nhau tư mã vân nam truyền âm nói ngươi bảo là người nọ đang ẩn nấp ở trong vân thiên tông ư thần sắc của tư ly vẫn thản nhiên cũng truyền âm lại trưởng môn, điều này chỉ là do tại hạ đoán mà thôi, không thể chắc chắn. Trên người hắn sát khi ngập trời, năm đó chính là biến mất ở trong Vân Thiên Sơn. Hơn nữa, ba tháng trước Vân Thiên Tông có xuất hiện một người thần bí. Dưới sự truy kích của ba vị nguyên anh kỳ tu sĩ, mà vẫn có thể an nhiên mà rời đi. Theo thám tử miêu tả, từ mỗ cảm thấy người này chính là người mà năm đó tại hạ đã gặp. Về phần hắn có ẩn núp ở nơi đây hay không, tại hạ cũng không biết được. Tư Mã Vân Nam trầm ngâm một chút, trong lòng thầm nhủ, người này nếu thật sự đúng như Tử Ly nói thì nhất định là đến từ Tu Ma Hải. Hắc hắc, Vân Thiên Tông trêu chọc sự chú ý của Ma Tu từ Tu Ma Hải, đối với Hạo Nhiên Tông của ta mà nói, chính là một chuyện tốt hiếm có. La Nguyệt phái Thiên Nhất chân nhân, trưởng lão Sử Thiên lại đến. Lại một thanh âm vang lên, Tư Mã Vân Nam ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài đại điện. Lúc này, người của các môn phái cũng lục tục đến, trong đó trừ bỏ một số ít đại phái là do chính bản thân tôn chấn vĩ, chiêu đãi thì những môn phái, gia tộc khác đều được đệ tử của Vân Thiên Tông tiếp đón, lần lượt dẫn vào trong đại điện. Rất nhanh, toàn bộ đại điện gần như đã không còn chỗ ngồi. Mọi người không ngừng cao giọng tranh luận với nhau, làm cho không khí có chút náo nhiệt. Cũng có một số người không thích náo nhiệt thì ngồi ở một góc hoặc uống rượu một mình, hoặc nhắm mắt. Ở bốn phía quanh đại điện, có một vòng tròn đệ tử của ngoại tông đứng chỉnh tề, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ, tất cả đều đứng thẳng thẳng người, im lặng. Không lâu sau, Liễu Phỉ và Tống Thanh từ bên ngoài đại điện đi vào. Phía sau họ cũng đi theo hơn 10 vị trưởng lão, còn Tôn Chấn Vĩ thì theo sát phía sau cùng. Ngoại trừ những người này, Lý Mộ Uyển cũng đi trong đó, trên mặt đeo một tấm mạng mỏng màu tím, ánh mắt rất bình thản. Sau khi mọi người đi vào đại điện, người từ các môn phái, các gia tộc đều không nói gì nữa mà ghé mắt nhìn lên. Trên ban thủ tịch, Liễu Phỉ liếc nhìn Tống Thanh một cái, mỉm cười lui ra sau hai bước. Tống Thanh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua toàn bộ đại điện, thanh âm bình đạm nói, "Chư vị đạo hữu, hôm nay chính là ngày đại hỷ của Vân Thiên Tông chúng ta." Hắn chưa kịp nói xong, đột nhiên toàn bộ đại điện chấn động. Cùng lúc đó một cỗ uy áp ngập trời từ dưới đất truyền lên. Khi uy áp tản ra, lập tức đám nguyên anh kỳ tu sĩ trong đại điện không tự chủ được, đều đứng lên, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Thần thức bọn họ vội hướng về dưới nền đất tìm kiếm. Trong ánh mắt Lý Mộ Uyển lộ ra một tia nhu tình, nàng biết rằng Vương Lâm đã đến.